Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Chiết yêu, khom lưng, tác giả, bồng lai khách, chương 148. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Mới giờ dần, Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi xuống giường mặc xiêm y, nàng tới bên giường nhỏ xem phi phi thế nào, dém lại một góc chăn cho con rồi mới nhẹ nhàng đi về phía thư phòng. Bóng đêm mờ mịt, từ cửa sổ thư phòng có ánh đèn mờ nhạt. Cửa chỉ mới khép hờ, xuyên qua khe cửa, tiểu Kiều nhìn thấy Ngụy Tiệu ngồi sau án, trước mặt hắn là chiếc cháp gỗ màu đỏ nàng không thấy từ lâu. Nắp hộp mở ra, trên mặt bàn là một nửa chiến kỳ màu đen trắng trải rộng. Từ góc độ của nàng, giữa lá cờ hình như có thêu một mặt hổ màu vàng. Năm xưa từng uy phong lẫm liệt, bây giờ lá cờ đầu lại rách nát thế kia, một góc bị nhúm bẩn chất phải đi qua năm tháng cũng chuyển sắc sạm màu. Bao nhiêu vết bẩn đã lâu ngày, nhưng nhìn qua nàng vẫn phân biệt được, bên trên có lẽ là vết máu. Tầm mắt ngụy Tiểu Yên lặng nhìn bên trên lá cờ hơi rách nát. Anh nến hắt bóng hắn lên tường. Một chiếc bóng lớn màu đen không nhúc nhích. Hắn thẫn thờ như thế, giống như đã chìm vào bên trong một thế giới nào đó của riêng mình, đến nỗi với cảnh giác ngày thường, Tiểu Kiều đứng ngoài cửa như vậy mà hắn không hề biết. Nàng ngừng thở lặng lẽ quay trở về. Trong phòng phì phì vẫn yên giấc ngủ say. Tiểu Kiều thổi đèn, bò lên giường lần nữa. Nàng nhắm chặt hai mắt. Từ từ, khóe mắt như có gì ướt át bỗng chảy ra. Còn chưa kịp chảy xuôi đã bị nàng vội vàng lau đi mất. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng nghe được tiếng hắn rón rén quay về phòng. Hắn đi qua chiếc giường nhỏ thì dừng lại một chút. Trong bóng đêm mông lung, Tiểu Kiều nhìn thấy hắn đưa tay ra hình như vuốt ve khuôn mặt của Phi Phi, sau đó là tiếng cười quần áo rột soạt rất nhẹ, bên giường hơi lõm xuống, hắn từ từ nằm lại. Nàng biết hắn không muốn làm mình tỉnh giấc, Tiểu Kiều bèn nhắm mặt lại, không nhúc nhích gì thêm. Có những lúc, người ta phải cần thời gian và cơ hội mới có thể buông tay quá khứ. Giống như chính bản thân nàng vậy, không phải cũng như thế đó sao? Những gì nên nói nàng đã nói cả rồi. Những gì nên làm nàng cũng làm hết cả nàng bằng lòng chờ hắn. Mùng 4 là ngày sinh nhật của Chu Thị. Từ sau khi phụ thân của Ngụy Thiệu mất, mười mấy năm nay Chu Thị không chịu tổ chức tiệc sinh nhật. Hàng năm cứ mỗi dịp ngày này, từ phu nhân sẽ cho người đi tới Kim Long Tự, lấy danh nghĩa của Chu Thị để quyên tiền giàu vừng đốt hương công đức cho bà ấy, còn mang một bát mì mừng thỏ tới đông phòng. Mười mấy năm qua luôn như thế. Năm nay sắp tới sinh nhật của Chu Thị, mấy ngày nay Ngụy Thiệu cũng vừa lúc về nhà, trong nhà lại có thêm phi phi từ phu nhân mới đề nghị đặt cho chu thị một bàn tiệc chúc thỏ, cả nhà quây quần mời thêm mấy họ hàng thân thiết trong tộc cùng tới đây cho thêm phần náo nhiệt trong suy nghĩ của chu thị trưởng phu không còn nữa bà cũng đoạn tuyệt hết với tất cả thú tiêu khiển bên ngoài như vậy mới thể hiện niềm thương nhớ với trưởng phu đã khuất kiên trì mười mấy năm năm nay nếu có ngoại lệ đó chẳng khác nào những hành động thương nhớ trước kia như kiếm củi ba năm thiêu một giờ vì thế bà không tình nguyện lắm. Đương nhiên, hiếm khi từ phu nhân có hứng tổ chức như năm nay, lúc bà từ chối cũng không dám nói gì cương quyết lắm, cuối cùng mới gắng gượng đồng ý. Để giữ ngụy Thiệu ở nhà thêm mấy ngày, vì vậy họ quyết định tổ chức ngày mồng năm, chờ qua sinh nhật của Chu Thị. Đảo mắt đã tới ngày mồng bốn, hôm nay ngụy ra làm mấy mâm chúc thọ. Từ phu nhân, Chu Thị, mẫu thân của ngụy Lương và các trưởng bối lớn tuổi trong tộc mùi một bàn, những người còn lại được phân vào bàn khác. Bối phận của Tiểu Kiều thấp nên không ngồi bàn trên, bởi vì có Phi Phi tham dự, mọi người lại tranh nhau muốn ôm bé chơi đùa, thế là Phi Phi được ôm lên bàn tiệc. Chu Thị mặc một bộ xiêm y mới tinh theo hình chim khổng tước màu lam và hoa văn kim phúc, ngồi bên cạnh từ phu nhân. Trong bữa tiệc tiếng cười nói rộn ràng, mọi người lần lượt tới chúc rượu Chu Thị. Nụ cười trên mặt bà cũng có phần thoải mái, ôm Phi Phi chỉ tượng trưng cho có lệ vậy thôi. Lúc Ngụy Thiệu tới mời rượu rồi nói câu chúc thọ, nhìn nghi tử của mình, đôi mắt bà mới có vẻ vui mừng. Thật ra sau vụ bỏ thuốc vào năm trước, từ phu nhân chưa từng trách phạt bà điều gì, chỉ phải hối lỗi một thời gian mà thôi, cũng không để lộ cho người ngoài nửa chữ. Nhưng dù là vậy, từ đó về sau, tinh thần của Chu thị như mất đi chỗ dựa, có một khoảng thời gian bà uể oải vô cùng, tính tình lại càng thêm quái gở. Mãi đến tận nửa năm gần đây, tình trạng mới chuyển biến tốt hơn bà chuyển sang lễ phật ngày thường cũng hay xuất hiện trước mặt từ phu nhân nhưng nhiều người trong tộc ngụy gia cũng nghe phong thanh vì thế đêm nay nhìn thấy bà như vậy họ cũng không lấy làm kinh ngạc biết từ phu nhân muốn làm cho náo nhiệt họ mới tới góp vui anh một câu tôi một lời bởi thế bữa tiệc mới không bị tẻ ngắt phi phi dần mất kiên nhẫn khi bị người ta ôm tới ôm lui rồi chọc cười như vậy bé khóc toáng lên từ phu nhân đành gọi tiểu kiều tới ôm phi phi mang đi dỗ Tiểu Kiều rời tiệc cùng Xuân Nương và Nhũ Mẫu đi về phía tây phòng. Khí trời dần nóng nực, sau khi trở lại, nàng tắm rửa sạch sẽ cho Phi Phi trước, sau đó Xuân Nương mới ôm bé ra ngoài, khi đó mới tới phiên Tiểu Kiều tắm rửa. Nàng tắm xong, mặc xiêm y đi ra, Xuân Nương và Nhũ Mẫu đều không có trong phòng. Chẳng biết Ngụy Tiểu đã trở về khi nào, nhìn hắn vành chân ngửa mặt nằm trên giường, Phi Phi được ôm ngồi trên bụng của hắn, chơi đùa vui vẻ. Phi Phi đã hơn 4 năm tháng, mới học cách tự ngồi, mấy ngày nay gần gũi với phụ thân cũng bắt đầu thấy quen, bé ngồi trên bụng hắn, được hai tay ngụy Thiệu lắc lư đưa trái đung phải, Phi Phi hưng phấn cười khanh khách đến không ngậm miệng được. Bò tiếp từ bụng hắn trèo lên, đến trên ngực ngụy Thiệu, Phi Phi duỗi bàn tay nhỏ sờ sống mũi của hắn. Ngụy Thiệu cũng há miệng ra, giả vờ, a ô, một tiếng rồi ngậm lấy cả bàn tay của bé. Tiếng cười khanh khách của con càng lớn hơn hàm răng trắng của ngụy Thiệu ngậm lấy ngón tay nữ nhi cũng cười theo vui sướng phi phi chơi với phụ thân tới mức không biết trời đất ở đâu đâu thấy tiểu kiều đi ra bé mới quay đầu nhìn về phía nàng ô a a ngụy Thiệu nới lỏng răng ra ôm phi phi ngồi dậy hắn lầm bầm trong họng người ta cũng phát mồ hôi rồi đi tắm nước lạnh cay đã tiểu kiều ôm lấy phi phi xiêm y đã chuẩn bị cả rồi ở bên trong đó à Ngụy Thiệu nhìn nàng một cái rồi xoay mình xuống giường. Bình thường lúc này Phi Phi đã ngủ rồi, sau khi Ngụy Thiệu đi, Tiểu Kiều ôm con vào lòng, cho bú một lúc cơn buồn ngủ cũng tới, bé nhắm hai mắt lại. Lúc Ngụy Thiệu đi ra, Tiểu Kiều vừa dỗ cho Phi Phi đi ngủ, nghe được tiếng bước chân của hắn, ngón tay nàng đặt lên môi, nhẹ nhàng suyệt một tiếng. Ngụy Thiệu cũng bước nhẹ hơn nhiều, từ từ đi lại. Tiểu Kiều ôm Phi Phi nhẹ nhàng đặt con lên giường nhỏ, đắp chăn cẩn thận. Ngụy Thiệu đứng bên cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Phi Phi khi ngủ, cuối cùng hắn ngồi dậy, nói, "Sáng sớm ngày mai ta phải lên đường rồi, nghỉ nhé." Tiểu Kiều mỉm cười, "Được, nghỉ ngơi sớm thôi." Đèn trong phòng vụt tắt, trước mắt rơi vào khoảng tối tăm. Ngụy Thiệu vươn tay ra kéo nàng tới cạnh. Bàn tay của hắn rất mạnh mẽ, tỉ mỉ xoa nắn vòng eo nhỏ của nàng. Sợ đánh thức Phi Phi, gần như hai người phải đè nén không để tiếng động nào vang lên kết thúc một cuộc yêu khá dài. Sau khi hai người tách ra, cả người tiểu kiều đều ướt đấm, Ngụy Thiệu cũng ngửa mặt nằm bên cạnh người nàng, thở hồng hộc. Trong căn phòng tối mịt, nhưng tiểu kiều vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng mãnh liệt của người kia. Sau đó hai người sang phòng tắm tắm rửa, lúc quay lại lần thứ hai nằm xuống. Dường như Ngụy Thiệu ngủ thiếp rất là nhanh, không thấy hắn cử động gì nữa. Tiểu Kiều thì lại ngủ không yên, nàng mở to mắt, Nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nam nhân bên cạnh và Phi Phi đang nằm trên giường nhỏ cách đó không xa, vẫn không sao ngủ được. Tối hôm đó qua đi, quan hệ giữa Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu cũng giống như đêm nay. Không thể nói là không tốt, nhưng khi bên cạnh không còn người ngoài nữa, lúc chỉ còn mỗi Tiểu Kiều và hắn, cho dù mới làm chuyện như vậy, nhưng họ lại không thể quay về thời khắc thân mật nhất như đã từng trước kia. Trong mấy ngày này, đề tài mà họ nói tới nhiều nhất là chuyện liên quan đến Phi Phi. Ngoài chuyện này ra, dường như Ngụy Tiểu có ý né tránh không muốn nói với nàng chuyện khác. Sáng mai hắn lại phải đi rồi. Lần này xa nhà không biết bao lâu hắn mới quay về được. Từ khi thành hôn với hắn đến nay đã 3 năm, từ một thiếu nữ 14 tuổi, bây giờ nàng đã là mẫu thân của Phi Phi, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Có lẽ tình trạng đó vẫn tiếp tục kéo dài. Đêm khuya, Rốt cuộc tiểu kiều cũng thấy mệt, lúc nàng mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, bỗng nhiên cửa lại bị gõ vang. Có lẽ là sợ làm phi phi tỉnh giấc, tiếng gõ cửa rất nhẹ. Nhưng ngay lập tức tiểu kiều đã tỉnh liền, đỡ vai ngồi dậy. Ngụy tiểu cũng giật mình tự xuống giường mở cửa. Người gọi là bà lão trực đêm, bà hoàng hốt thấp giọng nói, Nam quân, vừa rồi hoàng bà bà ở bên chỗ phu nhân tới gọi, nói sau khi phu nhân uống rượu mừng thọ trở về không bao lâu thì không thấy người đâu tìm khắp nơi không có. Bởi vì trời tối quá sợ quấy nhiễu lão phu nhân, cho nên bất đắc dĩ mới đi tìm nam quân. Ngụy Thiệu thoáng run lên, lập tức trở về phòng. Tiểu Kiều cũng nghe được nên đang tụt xuống giường, thắp đèn lên. Ngụy Thiệu nhanh chóng mặc xiêm y rồi vội vã rời đi. Người bên đông phòng cũng thức cả đêm rồi, thấy Ngụy Thiệu tới thì hoang mang lo sợ. Ngụy Thiệu bước vào phòng của Chu phu nhân nhìn thử. Màn giường được hạ xuống, có lẽ người đã nằm xuống giường, sau đó lại nổi hứng bỏ đi. Hoàng bà bà quỳ xuống, sau giờ tuất khi tiệc trúc thọ tan, phu nhân trở về cũng hơi say choáng váng, thì ở bên chăm nom cho đến khi bà ngủ mới ra ngoài. Nửa đêm phu nhân có thói quen tỉnh lại uống nước ấm, thì mới vào trong rót nước, không ngờ lại không thấy người đầu. Lúc nãy Tỳ đã dẫn người đi tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của phu nhân, sợ kinh động đến lão phu nhân thì không ổn, vì vậy mới báo cho nam quân tất cả đều là do sơ sẩy của tỳ nam quân thứ tội ngụy thiệu hỏi mấy chỗ hoàng bà bà đều lắc đầu nói đã tìm cả rồi hắn khẽ nhíu mày xuất thần một lúc bỗng nhớ ra gì đó hắn xoay người vội vàng rời đi ngụy thiệu đẩy cánh cửa lớn sơn son mới khép hờ một nửa trong từ đường ngày đêm đều được đốt hương nến có người chuyên canh giữ chỉ có điều bình thường trước bàn thờ chính chỉ thắp hai cây nến đêm hôm khuya khoát đi sâu vào trong căn từ đường, ánh nến leo lắt trong gió lạnh, không những không thể xua tan đi bóng tối mà còn tăng thêm mấy phần âm u. Ngụy Thiệu bước nhanh vào bên trong, nhìn thấy mẫu thân của mình đang quỳ gối trước bàn thờ linh vị, ngồi đó thiểu thảo đau thương. Phu quân ơi, chàng vừa buông tay đi, Ngụy gia bây giờ đã không còn là Ngụy gia của ngày xưa nữa. Vì sao mẫu thân của chàng lại rước nữ nhi nhà Kiều gia từng hại chàng và Đại Lang ngày trước vào nhà mình thế này? cái đồ kiều nữ tai họa đó, rồi một ngày nào đó, nhi tử của ta cũng sẽ bị nàng. Bà nức nở không thành tiếng, âm thanh vang vọng trong căn miếu đình, khiến cho người ta sờn tóc gáy. Bỗng nhiên như cảm giác được gì, đột nhiên bà quay đầu nhìn lại, thấy ngụy Thiệu đang đứng trước ngưỡng cửa, giống như có vẻ kinh hãi lắm. Trên mặt bà lộ ra vẻ hoảng sợ rồi cuống quýt xua tay, Thiệu Nhi, con đừng để bụng. Ta chỉ uống thêm mấy chén rượu, cho nên nói hưu nói vượn như vậy thôi, con đừng trách ta, ta đã không hận kiều nữ nữa. Ngụy Tiểu không nỡ trách cứ mẫu thân của mình, trong lòng hắn cũng dần nảy sinh một tâm tình khó tả. Hắn đi vào rồi nói, mẫu thân ra ngoài thì báo cho hạ nhân một tiếng. Trời tối rồi, nhị tử đưa người về. Quá nửa đêm, Phi Phi có tỉnh lại một lần, sau khi ngủ tiếp Ngụy Tiểu vẫn chưa về. Tiểu Kiều sai lâm bà bà sang đông phòng hỏi thử, bà quay về bảo, Nam Quân đã tìm ra phu nhân ở từ đường, Hình như phu nhân uống nhiều nên hơi say nam quân đang ở bên chăm sóc tiểu kiều không chờ hắn nữa cho người nghỉ ngơi nàng đưa mắt nhìn nữ nhi đang ngủ say một lúc không thể xua tan đi bóng tối mà còn tăng thêm mấy phần âm u ngụy tiểu bước nhanh vào bên trong nhìn thấy mẫu thân của mình đang quỳ gối trước bàn thờ linh vị ngồi đó thiểu thảo đau thương phu quân ơi chàng vừa buông tay đi ngụy gia bây giờ đã không còn là ngụy gia của ngày xưa nữa vì sao mẫu thân của chàng lại rước nữ nhi nhà kiều ra từng hải chàng và đại lang ngày trước vào nhà mình thế này cái đồ kiều nữ tai họa đó rồi một ngày nào đó nhi tử của ta cũng sẽ bị nàng bà nức nở không thành tiếng âm thanh vang vọng trong căn miếu đình khiến cho người ta sờn tóc gáy bỗng nhiên như cảm giác được gì đột nhiên bà quay đầu nhìn lại thấy ngụy thiệu đang đứng trước ngưỡng cửa giống như có vẻ kinh hãi lắm trên mặt bà lộ ra vẻ hoảng sợ rồi cuống quýt xua tay thiệu nhi con đừng để bụng. Ta chỉ uống thêm mấy chén rượu, cho nên nói hưu nói vượn như vậy thôi, con đừng trách ta, ta đã không hận kiều nữ nữa. Ngụy Tiểu không nỡ trách cứ mẫu thân của mình, trong lòng hắn cũng dần nảy sinh một tâm tình khó tả. Hắn đi vào rồi nói, mẫu thân ra ngoài thì báo cho hạ nhân một tiếng. Trời tối rồi, nhị tử đưa người về. Quá nửa đêm, Phi Phi có tỉnh lại một lần, sau khi ngủ tiếp Ngụy Tiểu vẫn chưa về tiểu kiều sai lâm bà bà sang đông phòng hỏi thử bà quay về bảo nam quân đã tìm ra phu nhân ở từ đường hình như phu nhân uống nhiều nên hơi say nam quân đang ở bên chăm sóc tiểu kiều không chờ hắn nữa cho người nghỉ ngơi nàng đưa mắt nhìn nữ nhi đang ngủ say một lúc cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên cái chán của con sau đó mới tắt đèn lên giường nàng cảm thấy hơi mệt vừa nhắm mắt lại đã từ từ ngủ thiếp nhưng giấc ngủ lại không yên chút nào cảnh trong mơ lúc đầu còn mơ ảo, sau đó cảnh tượng bỗng thay đổi rõ ràng. Gió lớn bật tung cánh cửa, một nam nhân trẻ tuổi mặc long bào, khuôn mặt phản vẹo, ánh mắt cuồng loạn mà tuyệt vọng, trong tay hắn là cây trường kiếm dính máu tươi vẫn ti tách không ngừng, từng bước từng bước đi về phía nàng. Nàng cực kỳ sợ hãi, co do trên mặt đất, muốn lùi về phía sau mà không lùi được nữa. Bỗng nhiên, Lưu Phi chết rồi còn nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt quỷ dị, tên trương phổ bị chém đứt đầu cũng có mặt ở đây. Dòng máu té lên văng về phía nàng, nuốt chừng cả người nàng trong nháy mắt. Tiểu kiều không thở nổi, run rẩy và gào khóc không ngừng, nàng tự nói với mình rằng, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhanh nhanh tỉnh lại. Nhưng cho dù rũ dụa đến mức nào đi nữa, nàng vẫn không có cách nào tỉnh được. Mũi kiếm đã đâm tới ngực nàng. Lần thứ hai, nàng trải qua cảm giác đáng sợ bị lưỡi đau sắc lẻm lạnh lẽo đâm xuyên qua buồng tim ấm áp. Nàng đã từng chịu đựng nó vô số lần trong mơ, không ngờ lần này lại tiếp tục. Không, tiểu kiều hét thật to, nước mắt rơi đầy mặt, bên tai bỗng vang lên giọng nói đầy lo âu, man man, man man. Tiếp theo, dường như có một vòng tay mạnh mẽ và vững trái ôm thật chặt lấy nàng, trong nháy mắt đó, cơn ác mộng mới bị ngăn lại, tiêu tan biến mất. Chương 149 bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, đối diện với nàng là cặp mắt nhìn mình chăm chú và lo lắng của Ngụy Thiệu. Không biết hắn về từ khi nào, đèn trong phòng cũng sáng trưng. Đôi mắt mở nước và gò má với vết ướt loang lổ, trước ngực, sau lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào da thịt. Mặc dù được hắn ôm thật chặt vào lòng, đôi vai nàng vẫn run lên vì lạnh. Nàng sao vậy? Tiếng ngụy Thiệu lo lắng, ôm nàng càng chặt hơn một bàn tay khác đưa lên lòng bàn tay với những vết chai sần nhẹ nhàng lau hết mồ hôi lạnh trên trán và nước mắt tiểu kiều uể oải dựa vào lồng ngực hắn nhắm mắt lại lắc đầu ngụy thiệu ngắm nàng chăm chú ác mộng sao tiểu kiều không nói mơ cái gì hắn hỏi dồn rốt cuộc nàng mơ thấy cái gì lần thứ hai tiểu kiều lại lắc đầu nàng không muốn khóc nữa chỉ là một giấc mộng thôi mà bây giờ tỉnh lại cần gì phải sợ đâu nhưng mà nước mắt cứ từ từ dâng lên trong hốc mắt nhắm nghiền. Hắn càng thúc hỏi, nước mắt càng giàn ruộng nhiều hơn. Mãi cho đến cuối cùng, nàng hoàn toàn không kiềm chế được nữa, cơ thể run lên như lá rụng mùa thu, nước mắt làm chiếc áo trước ngực hắn ướt nhẹp. Lòng ngụy thiệu cũng như bị nước mắt nàng thấm đẫm, xoắn suýt lại vào nhau. Hắn tìm được mẫu thân ở từ đường rồi đưa bà về phòng lại một lần nữa hắn nghe được từ chính miệng mẫu thân sự thù hận thâm căn cố đế của bà với tiểu kiều từ trước bất giác hắn lại cảm thấy chống cự và căm ghét nhưng nhìn người phụ nhân đã sinh ra mình và dưỡng dục bởi vì lo mình trách mà tỏ vẻ thấp thỏm lo âu ngay thời khắc đó trong lòng hắn lại có phần hổ thẹn hắn ở bên chăm sóc người mẫu thân đã bỏ quên rất lâu chờ bà ngủ rồi mới trở về phòng khi đó đã là canh năm tiểu kiều đang nằm ngủ rất say hắn không muốn làm nàng giật mình nên định chập mắt một lúc trước khi trời sáng, ngày mai sẽ đi theo dự định. Tiếp theo đây là trận chiến lang gia, hắn buộc lòng phải đi. Lưu Diễm chủ tính với Duyện Châu, hắn sẽ nhân cơ hội này tấn công vào lang gia, giống như lời lúc trước từng nói với tổ mẫu, tuyệt đối không vì chỉ báo thù. Đó là mưu cầu thiên hạ. Một trận đại chiến điều động mấy trăm ngàn nhân mã, trước khi chiến sự xảy ra có nhiều chuyện phiền phức phải chuẩn bị chu toàn, người thường khó mà tưởng tượng được. Mặc dù mấy người công tôn dương và vệ quyền đã xử lý chu toàn, nhưng hắn vẫn muốn qua sớm để tự mình giám sát. Chỉ cần trong một kích. Sau đó, hắn lại bị cơn mê sảng của nàng đánh thức. Chưa bao giờ hắn thấy nàng bất an như thế. Lúc đầu thậm chí hắn không gọi nàng tình. Man man, đừng sợ, có ta đây. Ngụy Tiểu ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của nàng thêm lần nữa, cúi đầu xuống, đôi môi đặt lên vầng trán ướt sũng mồ hôi lạnh, thấp giọng an ủi nàng. Tiểu Kiều co do trong lòng hắn, vùi mặt vào lồng ngực, kìm nén đến mức vai run lên từng hồi. Tiếng chuông lắc nhẹ bỗng vang lên. Trên giường nhỏ, Phi Phi bị tiếng khóc của Tiểu Kiều đánh thức, bé duỗi chân mấy lần cố gắng xoay người lại, lật được một nửa lại quay về, ô a à, hai tiếng, không thấy mẫu thân ở bên nên bật khóc. Tiểu Kiều mở mắt ra, ống tay áo vội vàng lau hai mắt, nàng tốt thiết định bò dậy khỏi lồng ngực ngụy thiệu đi xuống giường nhưng mà ngụy thiệu lại không chịu buông ra hắn ôm nàng nhẹ nhàng đặt lên gối bàn tay lau sạch vệt nước mắt cho nàng hắn nói nàng cứ nằm đi đắp kín chăn cho nàng hắn xuống giường ôm lấy phì Phi dỗ dành hai bàn chân nhỏ của Phi Phi dẫm đạp bé nhắm mắt khóc lóc đòi mẫu thân đưa thiếp đi tiểu kiều ngồi dậy ngụy thiệu ra hiệu nàng đừng xuống hắn tự ra mở cửa gọi một tiếng xuân nương và nhũ mẫu nhanh chóng chạy tới đây ôm phì phì ra ngoài dỗ bé ngủ đi hắn ra lệnh xuân nương liếc mắt nhìn tiểu kiều trên giường bà không nói gì nhiều vội ôm phì phì còn đang khóc nhũ mẫu cầm theo mũ nhỏ bọc cho bé hai người lần lượt lùi ra tiếng nữ nhi nức nở còn bên tai tiểu kiều định ngồi dậy lần nữa vội vén chăn hay là để thiếp đi phì phì quen thiếp giọng nàng vẫn còn khàn đục còn nghe ra tiếng khóc Ngụy Thiệu đóng cửa lại, xoay người bước nhanh đến chỗ nàng, đẩy nàng ngồi lại, "Phi Phi có xuân nương và nhũ mẫu trăm non rồi, không sao đâu." Giọng nói chắc nịch không cho phép nghi ngờ. Nói xong, hắn cầm lấy chiếc khăn lụa mềm mại để phòng hờ cho Phi Phi lau mồ hôi, ngồi xuống bên giường lau chùi cổ, ngực và phía sau lưng cho nàng, lau mồ hôi xong, hắn cúi người tới gần, lần thứ hai ôm nàng vào ngực. "Vừa nằm mơ thấy gì thế? Sao lại bị dọa đến thế này?" lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trơn mí mắt còn sưng đỏ như mang đầy thương tiếc hắn dịu dàng hỏi tiểu kiều lắc đầu không có gì đâu đã không sao rồi đôi mắt đẹp dần dần ánh lên màn nước mỏng nói cho ta đi nói rồi sẽ không sợ nữa tiểu kiều không ngừng lắc đầu ngụy thiệu nhìn nàng chăm chú có phải là cơn ác mộng lần trước nàng đã nói với ta không tiểu kiều ngửa mặt kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn dường như tâm trạng bỗng tan vỡ tức thì nàng không nhịn nổi nữa. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tiếng thút thít đứt quãng, có một nam nhân mặc long bào, cầm theo một cây kiếm đầy máu tới giết thiếp. Thiếp rất sợ, sợ hắn đâm thanh kiếm đó vào tim, nhưng hắn vẫn bước từng bước một tới gần. Nam tử trong cơn mơ đó không còn là gương mặt của Lưu Diễm, nó trở nên mơ hồ và trống rỗng. Nàng không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát ý vặn vẹo trên khuôn mặt đối phương rõ ràng từng quen thuộc như vậy, nhưng cảnh trong mơ lại có điểm bất đồng, vì vậy càng khiến cho người ta sợ hãi. Nàng run lập cập, đừng sợ, ta ở đây, chỉ là cơn ác mộng thôi mà, chắc chắn ta sẽ không để cho người khác làm tổn thương nàng. Ngụy Thiệu vỗ về nàng, an ủi. Chấm ngoặc kép chấm chấm, thiếp còn mơ thấy trương phổ, cổ hắn tuê máu ra văng đầy lên người thiếp, thiếp không thở nổi. Tiểu Kiều nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống lần nữa. Ngụy Thiệu ngẩn ra, ánh mắt ánh lên vẻ hối hận vô cùng. Hắn ôm nàng thật chặt, thì thầm ở bên tai: "Tại ta sai, ngày đó không nên nổi nóng rồi làm chuyện như thế. Ta làm nàng sợ, ta bảo đảm, sau này ta sẽ không hung dữ với nàng như vậy nữa. Man man đừng sợ." Ngụy Thiệu an ủi không ngừng. Hắn càng an ủi, nàng càng khóc dữ hơn. Ngụy Thiệu dần không nói gì nữa, hắn vẫn ôm nàng thật chặt không buông ra một khắc vỗ nhẹ sau lưng giống như rỗ phì phì tiểu kiều khóc đến mệt rồi mơ mà ngủ đi nàng cảm giác mình đã ngủ rất say lúc tỉnh lại bỗng thấy hơi mờ mịt tiếp sau đó những chuyện đêm qua dần tái hiện trong đầu người ở đông phòng gọi ngụy thiệu đi hắn tìm được chu thị ở từ đường ở bên chăm sóc bà mãi không về nàng ngủ thiếp đi cơn ác mộng đã lâu rồi không tới lại xuất hiện mi mắt khẽ run lên lúc nàng mở cặp mắt vẫn sưng phù mới phát hiện ngoài trời đã sáng trưng. Ngụy Tiệu còn chưa đi, hắn nằm trên giường ôm lấy nàng mà ngủ. Nàng chỉ hơi nhúc nhích một chút hắn đã mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rất tỉnh táo, nhưng hai bên gò má thấy rõ vệt thâm đen, có lẽ đêm qua không ngủ đủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không phải hôm nay chàng đi sao? Sao không gọi tiếp dậy? Tiểu Kiều nói bằng giọng mũi đặc sệt. Nhớ lại đêm qua mình khóc đến mức không ngừng được ở trong lòng của hắn, nàng lại thấy có phần hơi xấu hổ. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mi mắt rũ xuống lầm bầm hỏi. "Ta không an tâm về nàng." Ngụy Thiệu nhìn nàng, khẽ nói. Hắn hủy kế hoạch rời đi ngày hôm nay. Dòng rã một buổi sáng, hắn ở lại trong phòng cùng với Tiểu Kiều và Phi Phi, không đi đâu cả. Lại một đêm đen từ từ phủ xuống. Trong phòng đèn đốt sáng ngời, Ngụy Tiểu hướng mặt vào trong, nằm nghiêng ở bên ngoài. Tiểu Kiều nằm trách phía trong giường. Giữa hai người là Phi Phi mới tắm. Dường như Phi Phi đã quên mất oan ức đêm qua bị phụ thân tàn nhẫn đuổi đi. Lúc đó dù bé khóc đến mức nào, mẫu thân cũng không hề tới dỗ. Bây giờ thì được rồi, bé nằm giữa hai người, vui vẻ lung lay chiếc lắc bạc trên tay, chân hài lòng vung vẩy. Đói bụng rồi bé sẽ quay sang chỗ mẫu thân mềm mềm thơm thơm tìm sữa. Ngụy Thiểu Yên lặng nhìn hình ảnh trước mặt. Mí mắt sưng phù sáng nay của nàng đã tan đi, mái tóc đen như mây tán loạn trên mặt gối. Mặc dù đã là mẫu thân của một đứa trẻ, gương mặt xinh đẹp này vẫn có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ dừng lại ngắm nhìn nó, mang theo cả hơi thở thiếu nữ tươi đẹp của ngày xưa. Thứ Ngụy Thiểu thích nhất chính là cặp mắt của nàng ấy. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, tối hôm hắn thành thân với nàng, lần đầu tiên đối mặt với nàng ở hỷ đường, đôi mắt long lanh xinh đẹp động lòng người đó đã từng khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc đến mức nào. Có lẽ cũng vì nguyên do đó, sau này hắn thích nhất là được hôn lên mi mắt của người kia. Phi Phi ăn no thì nhắm mắt lại dần ngủ thiếp. Bởi vì vừa rồi phải cố sức bú sữa, trên cổ bé dịn một lớp mồ hôi. Tiểu Kiều ngước mắt lên, phu quân, lấy cho thiếp cái khăn. Nàng hơi mở đôi môi, hai mắt ngước lên nhìn ngụy Tiệu bỗng như người về phía mình, từ từ nhích lại gần cách phì phì nằm dưới, môi hai người dần chạm vào nhau. Lông mi tiểu kiều hơi run rẩy, nàng từ từ nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn dịu dàng đột ngột của Ngụy Thiểu. Man man, đừng trách ta. Vành tai tóc mai của hai người cuốn quýt, Ngụy Thiệu hơi thở dốc. Ta biết, ta vốn không phải là một người lương thiện. Nàng cho ta chút thời gian, được không? Chương 150. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra. Ngụy Thiệu chợt nắm lấy tay nàng, từ trên giường đi xuống. Tiểu Kiều được hắn dẫn tới gian thư phòng. Hắn đi vào thắp nến. Tiểu Kiều hoang mang nhìn hắn, thấy hắn lấy cái cháp từ một nơi bí mật. Ngụy Thiệu đặt cháp lên trên án, hắn ngồi ở phía sau, thuần thục mở nắp hộp rồi ra hiệu cho Tiểu Kiều đi tới. Tiểu Kiều từ từ đi lại. Bên trong quả nhiên là lá cờ cũ kỹ mà nàng từng nhìn thấy khi đứng nhòm ngoài cửa nó được xếp lại gọn gàng rồi đặt ở bên trong. Man man, không phải trước kia nàng vẫn luôn muốn biết trong chiếc hộp này đựng cái gì hay sao? Chính là lệnh kỳ của phụ thân ta năm đó, trên này đầy những máu, là máu của phụ thân ta nhuộm đỏ khi người chết. Di vật này được ta cất giữ từ khi đó tới nay. Tầm mắt của Ngụy Thiệu dừng lại trên lá cờ, chậm rãi nói. Tiểu Kiều ngừng thở, từ từ ngước mắt lên nhìn về phía Ngụy Thiệu ánh mắt của hắn sâu thẳm mà trống rỗng, như thể rơi vào hồi ức lúc xa xưa. Năm đó, cha ta và tổ phụ của nàng hiến mạng cho triều đình, cùng thế hệ với Lý Túc. Lý Túc thế lớn, trước trận chiến ngày đó, hai bên cùng thể minh ước, sẽ đồng thời tiến công. Vì tín nhiệm tổ phụ nàng, phụ thân ta vẫn nghĩ sẽ có tiếp ứng khi bày binh bố trận. Ngay thời điểm giao hẹn, sau khi phụ thân xuất binh theo kế hoạch, ông vẫn tin tổ phụ của nàng sẽ có mặt đúng lúc. Tầm mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt của Tiểu Kiều, bàn tay từ từ siết thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh dần dần hiện rõ. Kẻ thù giết phụ giết huynh ta chính là Lý Túc, nhưng Kiều ra nhà nàng cũng phản bội lời thề. Chiến mà không phải chiến, không địch mà phải chết, cũng không cần oán ai. Nhưng nàng cũng biết, nếu khi đó, cho dù tổ phụ của nàng nói trước với ông một tiếng rằng mình sẽ rút lui, phụ thân ta có thể thay đổi chiến sách tạm thời, mặc dù cuối cùng vẫn bị thua như trước nhưng có lẽ cũng không thảm bại đến mức như ngày đó. Phụ thân và huynh ta khó lòng địch nổi, chết trong tên loạn, 50.000 quân sĩ ngụy ra đi cùng cũng bị diệt toàn quân, lúc trở về chỉ còn mấy ngày tàn binh ít ỏi. Hắn nhắm mắt lại rồi thờ một hơi dài. Man man, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, làm nhi tử của người, nếu đổi lại là nàng lẽ nào nàng thờ ơ được sao? Hắn nói từng chữ một. Tiểu Kiều từ từ đi về phía hắn, quỳ xuống bên ghế ngồi của hắn, nắm chặt tay ngụy tiệu rồi lầm bẩm xin lỗi thiếp xin lỗi bàn tay nắm chặt thành đấm của ngụy tiệu dần buông ra không liên quan gì đến nàng cả nàng không cần xin lỗi hắn trầm mặc một lúc man man ta không muốn giấu nàng ta biết chuyện năm đó không liên quan gì đến phụ thân nàng cả nhưng cho đến hôm nay ta vẫn không thể giải quyết thù hận với người họ kiều nhà nàng cho dù ngày ấy ta bảo ngụy lương đi duyện châu tặng quà cho phụ thân nàng nhưng lúc đó ta chỉ muốn khiến nàng vui mà thôi thủ phạm năm đó tổ phụ nàng đã chết ta đoán có lẽ tổ mẫu nhìn thấy ta tàn bạo chấp niệm quá nặng nề bà hy vọng ta có thể trở thành người rộng lượng vừa lúc đó kiều ra muốn cầu hôn cho nên bà mới đồng ý chuyện kết hôn lúc đầu dù có phải suy đoán này có đúng đi chăng nữa hay là có ẩn tình gì khác man man trời sinh ta ân oán rạch ròi thích làm gì làm nấy vì nàng ta có thể chịu được nhưng nếu muốn ta bỏ hết hận thù với ta mà nói thực sự quá khó khăn có lẽ cả đời này của ta cũng khó có thể đạt đến sự độ lượng như tổ mẫu đã làm hắn nắm lấy hai tay của tiểu kiều đứng dậy hai tay tiểu kiều theo tay hắn trượt xuống tầm mắt nhìn theo bóng lưng hắn kinh ngạc nhìn ngụy thiệu đi tới trước cửa sổ đẩy cửa ra rồi đứng quay lưng lại với mình man man ta không phải là người lương thiện từ khi nàng gả cho ta đến nay vẫn làm tốt mọi điều nàng hiền lành lương thiện những ngày qua lại bị hoảng sợ và oan ức như thế. Trong lòng ta biết cả, nhưng nếu một ngày ta chưa buông được hận thù, thì ngày đó ta và nàng không thể khăng khít không còn danh giới. Cho ta thời gian nhé, để ta suy nghĩ cho rõ ràng. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều chăm chú, ánh mắt mải miết từ từ nói vậy. Ngày kết tiếp Ngụy Thiệu rời Ngư Dương. Tháng 7, Ngụy Thiệu sai đô đốc Thái Sơn Lý Điển, đóng binh ở Trương Khâu, đi về phía Thanh Khâu, đồ đốc lý sùng trương kiệm phái chưa quân tiến đến từ châu hắn đích thân giám sát tiêu quận tiến thẳng đến lang gia quân chia làm ba hướng đồng thời xuất kích tiêu diệt từng bộ phận tin tức lan ra thiên hạ đều chấn động làm sao mà ngờ được ngụy thiệu lại ngang nhiên phát động tiến công với lang gia triều hán triều đình lang gia vội vàng điều binh khiển tướng toàn lực quân sự ứng đối với bên ngoài nhóm người vương bá đồng thành liên tiếp viết hịch văn vẽ tranh giải khắp văn chương nổi bật thông cáo với thiên hạ cố sức trời ngụy Thiệu đi ngược với ý trời âm mưu phản nghịch trách hắn là kẻ nghịch tặc sau hạnh tốn hiệu triệu chư hầu cần vương khắp thiên hạ cùng trung phạt hịch văn của triều đình lang ra giải khắp thiên hạ trong tháng 8, lý điển dẹp xong xương ấp cấp tốc chặt đứt liên hệ giữa triều đình lang gia và thanh khâu cuối tháng 8, lý sùng trương tiệm ở phía nam đoạt được từ châu thượng tuần tháng 9, ngụy thiệu công phá dương đô quân tiên phong nhắm thẳng vào triều đình lang gia trận chiến cuối cùng bắt đầu bùng nổ. Chiến sự này diễn ra ở vùng đất Tề Lỗ, một chấn động cả Cửu Châu. Một Tề Lỗ, nằm ở Sơn Đông ngày nay. Người ta cố sức trời ngụy thiệu là loạn thần tặc tử, khiến đất trời khiển trách. Dự Châu phía Nam cũng xuôi theo, Lư Giang Tống Lăng, Giang Hạ Lưu Thuyên, Trường Sa Mô Phan, rất nhiều chư hầu địa phương noi theo nhạc chính Hán Trung, chỉ trong vòng một tháng nhân cơ hội đó mà xương đế kiến quốc. Ôn dịch phía Nam còn chưa qua, Hoàng Châu, bành trạch gặp thiên tai, vạn tiền không mua được một hộp gạo trắng, dân chúng lầm than. Tên thủy tạc Trần Anh ở Trường Giang còn dùng yêu đạo đạo thuật, tự xưng là thiên vương chuyển thế, vùng cao cờ thiên đạo tập hợp lưu dân, đánh chiếm những nơi khác như cá giếc sang sông, người không nghe theo sẽ bị giết vì xúc phạm luật trời, kéo người để bổ sung quân số, có câu, sớm công thành, muộn ăn thịt, để khích lệ thuộc hạ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã tập hợp được mười mấy vạn người, tự phong hào là Trần Thiên Vương lướt qua trường giang đánh về phía hoài dương đông đúc và giàu có. Khí thế hung hăng, phía nam đại loạn, nhưng ở ngư dương, tất cả vẫn bình thường không có gì khác biệt. Cứ khi mặt trời mọc dân chúng sẽ đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cha dư tử hậu sẽ nói chuyện phiếm vài tiếng về việc quân hầu thảo phạt lang gia. Cái gọi là sức ảnh hưởng của nhà họ lưu chính thống triều Hán ở phương Bắc đã xuống dốc không phanh. Ngụy tiểu thống nhất phương Bắc chỉ trong mấy năm này, địa phương được bổ nhiệm người tài, hủy bỏ các luật lệ hà khắc, miễn giảm thuế khóa và lao dịch. Trong thời loạn thế, bọn họ được có cơm ăn, trải qua một cuộc sống an ổn, họ đã xem quân hầu ngụy thị như là trời. Chỉ đơn giản một đạo lý vậy thôi. Trong chùa Đại Minh ở Lạc Dương, có một cao tăng chữ danh là Gia Đàm, khi còn trẻ ông từ Thiên Trúc tới Lạc Dương, ở đây đã mấy chục năm, dịch sách và tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Năm ngoái sau khi Ngụy Thiệu chiếm Lạc Dương, từ phu nhân nghe đến tên Gia Đàm thì phái người mời ông đến Ngư Dương truyền bá. Gia Đàm vui vẻ nhận lời mời tới đây. 15 tháng 9 là pháp hội mỗi năm một lần ở Kim Long tự, Cao Tăng Gia Đàm lập đàn, lần này rầm rộ hơn mọi năm, liên tục suốt 7 ngày. Từ phu nhân dẫn Chu thị tới Kim Long tự nghe pháp. Tiểu Kiều không đi mà ở lại nhà để chăm sóc Phi Phi. Phi Phi đã được 6-7 tháng, vừa nhú răng sữa vào tháng trước. Tiểu Kiều bắt đầu cai sữa cho con tập cho ăn. Lúc đầu Phi Phi rất chống cự, qua một tháng, bây giờ con bé đã quen với đồ ăn. Đêm nay, đến giờ cơm của Phi Phi, Xuân Nương bưng một bát hòa sữa cừu với cháo thịt băm đút cho Phi Phi xong, Tiểu Kiều chơi với con một lúc. Tới giờ tuất, thấy con mệt dã rời, nàng dỗ bé ngủ xong thì cũng thấy uể oải, thế là cho nhũ mẫu và hầu gái ra ngoài, đóng cửa lên giường, trong phòng chỉ có Xuân Nương nằm ngủ đêm nàng ngủ một giấc rồi tỉnh lại nửa đêm. Bốn bể yên tĩnh, nữ nhi ngủ rất say, tiếng xuân nương hít thở đều đều tiểu kiều cũng nghe được rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại định ngủ tiếp, nhưng thế nào cũng không sao ngủ được. Ngụy Thiệu đánh lang ra, dù lúc bắt đầu đã đổi cái tiếng xấu là mưu nghịch, nhưng từ khi mấy chưa hầu phía nam thi nhau xương đế, tiếng xấu này cũng dần dần lắng xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muộn nhất là đến cuối tháng này, triều đình lang ra diệt phong ở trong tay ngụy thiểu. Khi đó, thiên hạ mười phần, trong đó có bảy tám phần nằm trong túi ngụy thiểu. Còn có gì có thể ngăn cản hoàng đồ bá nghiệp hai của hắn nữa đây? Hai hoàng đồ bá nghiệp, kế hoạch thống trị làm vua. So với giấc mộng về kiếp trước của nàng, ngụy thiệu đời này xương đế sớm hơn rất nhiều năm. Cái ngày hắn phong phi phi làm công chúa có lẽ cũng không còn xa nữa. Hắn sẽ không động tới kiều gia nữa, Diễn Châu bây giờ càng chắc chắn, mặc dù cửa thành có mở ra, không có ai dám tới xâm phạm nữa. Cho dù hai mắt của phụ thân đã mù, nhưng từ bức thư lần trước ông gửi tới, tầm nhìn của ông bây giờ lại rộng rãi hơn nhiều. Còn cả đệ đệ của nàng giờ đang ở tỉnh Châu, mọi điều đều suôn sẻ. Tiểu Kiều cảm thấy mình hài lòng lắm rồi. Nàng có được tình yêu của Ngụy Thiệu, bởi vì yêu lại sinh lòng khoan dung, che chở cho người nhà, còn cả nữ nhi đáng yêu của họ nữa so với cục diện từ lúc trước có thể đi tới được hôm nay nàng cũng không rõ mình còn mong gì nữa thế nhưng tối hôm nay nàng lại tỉnh giấc giống như nhiều tối trước cho dù mình vô cùng mệt mỏi vậy mà dù thế nào đi nữa nàng không thể ngủ yên cuối cùng tiểu kiều bèn xuống giường mang đôi giày thêu đế mềm nhờ ánh trăng bàng bạc ở bên ngoài cửa sổ nàng đi tới giường nhỏ của nữ nhi đắp lại chăn cho bé sau đó mới lặng lẽ đi tới bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mặt trăng vằng vặc lơ lửng trên đỉnh đầu cao cao, ánh trăng trong trẻo dài xuống khắp nhân gian. Hoa và cây cảnh xôm xuê trong đình viện tạo thành từng vệt bóng đan sen, không biết ở góc nào, thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng côn trùng kêu líu diếu đêm thu càng trở nên tĩnh mịch. Tiểu Kiều nghiêng người tựa vào bên cửa sổ, ngửa mặt mình mặt trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu, cánh tay dần thấy lạnh, nàng mới giật mình nhận ra từ lúc thức dậy đã quên khoác thêm áo, hai tay khoác lên nhau, nhẹ nhàng xoa xoa, đang định đưa tay đóng ô cửa sổ lại, bỗng nhiên tầm mắt nàng sướng lại. Ngoài cửa sổ ở góc phía đông nam cách xa chừng 10 bước, có một cây mộc tê ba. Ba người giang nam gọi quế là mộc tê. Dưới bóng mộc tê mờ tối, hình như có bóng người đứng đó. Chỉ có điều do trời đêm mờ mịt, nàng mới không nhìn thấy. Từ phu nhân và chu thị đã tới kim long tự, phải mấy ngày sau mới quay về, giả tư cũng bảo vệ cả căn nhà chu đáo, ban đêm đều có sắp xếp hộ vệ đứng canh nhưng giữa nửa đêm như vậy ngay trong viện tây phòng chắc chắn không có hộ vệ nào dám tới bóng đen này là người ở bên ngoài tiểu kiều dựng đứng cả tóc gáy đang định hét to bóng đen kia thoáng trao đảo một cái bước nhanh về phía mình dường như chỉ trong một chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt nàng ánh sáng chiếu rọi làm gương mặt người kia nửa sáng nửa tối đôi mắt sâu xa mà nghiêm nghị mặc dù đã cả năm không gặp, nàng nhìn một cái đã nhận ra. Là Ngụy Nhiễm, chương 151. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Tiểu Kiều sững sờ trong nháy mắt, nàng vội đóng cửa sổ, Ngụy Nhiễm đã đưa tay ra đỡ, nhanh nhẹn đẩy cửa vào, đứng ngay trước mặt nàng. Ánh trăng rơi xuống bệ cửa sổ ở phía sau lưng hắn, miêu tả rõ ràng hình dáng của người kia, khuôn mặt hắn đứng ngược với ánh trăng, biến mất hoàn toàn trong đêm tối chỉ còn một đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng phía sau bỗng vang lên tiếng a đầy sợ hãi ngụy nhiễm bước một bước sang đánh xuống xuân nương vừa mới tỉnh dậy khẽ rên lên một tiếng rồi ngã ngược xuống giường ngụy nhiễm đánh xỉu xuân nương rồi đi tới trước giá cắm nến châm đèn xong mới từ từ quay lại hắn mặc một bộ xiêm y hán phục màu xanh bình dị đã mấy năm không gặp ngoài bộ râu ngắn ngủn gương mặt này cũng giống như trong trí nhớ của nàng chỉ có điều cảm giác lại không hề giống nhau. Ở trên người hắn, Tiểu Kiều đánh hơi được hơi thở khát máu của loài chó sói. Thấy mắt hắn nhìn về phía mình, tim nàng càng nhảy lên thình thịch, cả người căng cứng phòng bị nhìn người kia, nàng từ từ lùi về phía sau, bảo vệ phì phì đang say ngủ sau lưng. Tầm mắt của Ngụy Nhiễm đảo qua chiếc giường nhỏ phía sau, ánh mắt khẽ động. Nàng đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu. Hắn mở miệng nói, âm thanh trầm thấp. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Kiều bỏ qua ý định gọi người tới. Trong phòng chỉ còn lại mình và Phi Phi, thêm một xuân nương đã bị hắn đánh xỉu. Mặc dù nếu bây giờ nàng gọi người tới đây, nếu Ngụy Nhiễm có ý đồ bất lương, muốn gây bất lợi cho mình và Phi Phi chỉ dễ như trở bàn tay. Nàng dần bình tĩnh lại. Ngươi muốn gì? Nàng hỏi thẳng. Nàng không hỏi sao hắn vào được đây. Mặc dù giả tư đã sắp xếp hộ về tuần tra, nhưng với thân thủ của Ngụy Nhiễm, cộng thêm việc hắn quen với hoàn cảnh ở ngụy phủ thế nào, có bóng đêm hỗ trợ, chuyện né tuần tra rồi xông vào nội viện cũng không phải là không thể. Ngụy Nhiễm không lên tiếng, ánh mắt hắn rơi trên người nàng lần nữa, ánh nhìn đầy chăm chú, hai mắt không chấp lấy một cái. Làn gió mát rưỡi len vào từ ô cửa, lung lay ngọn nến ở trong phòng, ánh đèn mở ảo chập chờn làm mắt hắn như chập chờn sáng tối. Ánh mắt đó dừng lại trên mặt nàng một lúc, dọc theo cổ rồi từ từ hạ xuống trên người tiểu kiều chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng màu xanh nhạt khi đi ngủ, cổ áo hơi rộng, hở ra một phần gáy trơn bóng mọc ngà. Nàng xoay người lại lấy áo móc trên kệ đầu giường khoác vào, cúi đầu buộc chặt vạt áo, sau đó mới xoay người đối mặt với hắn lần nữa. Ta nên gọi ngươi là gì đây? Huynh trưởng, hay là hô đồ côn tiệm tương vương của tộc hung nô? Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Dưới trướng của thiền vu vương, ngoài tà hữu hiền vương, tà hữu nhật trục vương ra, còn có Tà Hữu Tiệm Tương Vương, tổng cộng 6 người tạo thành hình lục giác. Mấy năm ngụy nhiễm ở Hung Nô, Tiền Đồ rộng mở, hắn giúp tổ phụ lão Đan Vu chinh phục địch thủ cũ của Hung Nô là người Đông Hồ, chiếm giữ nhiều đường núi, giết chết Đông Hồ Vương, dân chúng và sản phẩm chăn nuôi đều cướp sạch, lão Đan Vu rất coi trọng hắn, còn đặc cách phong danh hiệu Hữu Tiệm Tương Vương, giao quyền sở hữu đường núi ở Đông Hồ. Mấy tháng trước, lúc Tiểu Kiều trở lại Bắc Phòng, vú giả thấy nàng đến nên không thông báo như người ngoài. Lúc Tiểu Kiều đi ngang cửa, vô tình nàng nghe từ phu nhân và chung bà bà nói chuyện về ngụy Nhiễm, vừa lúc nói tới đây. Giọng từ phu nhân lúc đó vừa là nhớ nhung, vừa mang theo nỗi đau buồn dai dứt. Khóe môi ngụy Nhiễm thoáng cong lên, từ từ đi về phía giường nhỏ, cuối cùng hắn đứng cạnh bên, hơi cúi người xuống. Đây là nữ nhi của nàng và nhị đệ sao? Hắn nhìn phì phì đang say ngủ sinh quá rất giống nàng hắn quan sát phi phi chăm chú nói thật thấp rồi chậm rãi đưa tay như thể muốn chạm vào má của phi phi ngụy nghiễm tiểu kiều bỗng lên tiếng đêm hôm khuya khoát ngươi xông vào nội viện chuyện vô lễ ta không tính với ngươi ta biết ngươi có ý gì đó rốt cuộc là vì sao ngụy nghiễm dừng tay lại từ từ thu tay rồi xoay người bước sang chỗ tiểu kiều một bước tiểu kiều cũng không lui cuối cùng ngụy nhiễm dừng lại trước mặt nàng hai người cách nhau chỉ có một cánh tay dường như hắn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người nàng ấy nàng không sợ ta sao hắn yên lặng nhìn nàng ánh mắt như có vẻ mê ly vẻ mặt hơi kỳ lạ tiểu kiều cười gần, đây là nhà ta tại sao ta phải sợ dù ngươi có thể thoát qua được chạm gác của giả tư để tới đây nhưng ngươi đừng quên rằng đây là phủ đệ quân hầu chỉ cần ta hô một tiếng thôi nếu ngươi có thể quay về toàn thân chữ ngụy này cũng không cần viết nữa ngụy nhiễm lặng lẽ một lúc ánh mắt dần trở nên tỉnh táo đột nhiên hắn nói nàng nói không sai ta đến đây đúng là có việc thật hắn thoáng dừng lại lưu diễm sai sứ giả tới vương trướng đồng ý lấy vùng hà sáu bốn để đổi một đợt tập kích xuôi nam của thiết kỵ thiền vu kéo dài thời gian cho lang gia chưa chắc thiền vu đã xem trọng chuyện này chỉ có điều tuổi ông ta đã cao càng ngày càng yếu sức Tiếc núi duy nhất đời này của ông là không thể đoạt lại vùng Hà Sáo, vì thế ông ta bị thuyết phục, ít ngày nữa, nhân cơ hội này, 300.000 thiết kỵ sẽ xuôi Nam, tập kích vào ba nơi Vân Trung, Bạch Đăng, Thượng Cốc. 4. Hà Sáo, khu vực sông Hoàng Hà uốn lượn ở tỉnh Ninh Hạ và Thiềm Tây Hà Sáo là nơi giao nhau giữa sông Hoàng Hà, Thao Hà và sông Tăng Kiền, từ xưa đã phì nhiều màu mỡ, mấy trăm năm qua, từ khi hung nô vùng lên ở phương Bắc. Hà Sáo vẫn là ước mơ của dân tộc Hung Nô. Thành tựu lớn nhất của lão Đan Vu đời này là khi hắn kế nhiệm Tiền Vu năm hơn 20 tuổi, với phong thái kiên cường như sấm chớp, hắn đã cướp được Hà Sáo từ trong tay Lưu Hán, cho người Hung Nô xuôi nam nuôi ngựa chăn dê 20 năm. Sau khi tổ phụ Ngụy Tiểu Trấn thủ phương Bắc, trải qua mấy lần đại chiến, họ đã đoạt được vùng Hà Sáo. Gần 20 năm nay, dù mấy lần Tiền Vu có ý đồ đoạt lại Hà Sáo nhưng vẫn không thành công cho dù thiết kỵ san bằng được đông hồ tây vực cũng khó lòng tránh khỏi nỗi bất bình tiểu kiều biến sắc ngụy nhiễm đưa tay trái lên nhìn ngón út bọc sắt bị đứt đi một đoạn lúc trước khi rời khỏi ngụy gia ta từng cắt tay thề rằng chỉ cần một ngày ngoại tổ mẫu còn ở trên đời này ta sẽ không giết bất kỳ người hán nào cho dù ta hèn hạ vô sỉ nhưng lời thề thì vẫn luôn ghi nhớ lần này xuôi nam tập kích ta không tham chiến Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp dần tái nhợt, ngày đó, ta rời khỏi Ngụy gia quay về tộc Hung Nô, bây giờ đã là người Hung Nô. Mặc dù không tham chiến nhưng hôm nay cũng không nên tơi báo. Chỉ có điều ngoại tổ mẫu có ơn dưỡng dục với ta. Vì thế ta mới tới đưa tin, xem như là đoạn tuyệt công ơn dưỡng dục của Ngụy gia, từ nay về sau, ta không còn là người Hán nữa, giống như nàng vừa nói, ta chỉ là hô đồ con người Hung Nô mà thôi. Xuân Nương trên giường vừa mới bị đánh ngất đằng sau gáy cũng dần dần tỉnh lại, dầm gì rên gì. Ngụy Nhiễm nhìn Tiểu Kiều một chút rồi xoay người bước nhanh về phía cửa sổ mà hắn mới bay vào, nhảy ra. Tiểu Kiều định thần vội vàng đuổi theo hét to về phía bóng người dưới ánh trăng kia, từ lúc ngươi đi tổ mẫu vẫn ngày đêm mong nhớ. Người tới báo tin sao không báo trực tiếp với tổ mẫu. Bóng lưng phía trước hơi ngừng lại rồi tiếp tục bước đi về phía trước, chỉ sau nháy mắt đã biến mất giữa bóng đêm. Rốt cuộc Xuân Nương cũng tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy bà nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng thắp đèn, Tiểu Kiều thì đứng trước cửa sổ, có lẽ cũng không có khác thường. Bà mới thở phào nhẹ nhõm xoa xoa phần gáy đau đớn còn chưa hết, bà nói vừa rồi nữ quân nói chuyện cùng ai vậy. Hình như lúc này có một bóng người bước vào phòng phải không, tỷ đang định hỏi nhưng không biết tại sao. Là tỷ nằm mơ sao hay xảy ra chuyện gì? Tiểu Kiều xoay người lại vội vàng cầm bút viết phong thư. Một lát sau, giả tư vội vàng đi tới, bẩm nữ quân đột ngột gọi thuộc hạ, có dặn dò gì chăng? Tiểu kiều giao thư cho hắn, hỏa tốc tới kim long tự giao cho lão phu nhân, không được làm lỡ chuyện. Trời mới tờ mờ sáng, từ phu nhân đã trở về từ kim long tự. Vừa tới nơi tiểu kiều đã chạy tới kể lại chuyện ngụy nhiễm tới báo tin đêm qua. Đương nhiên nàng bỏ qua nội dung đằng trước, chỉ nhắc tới phần hắn báo tin. Từ phu nhân không nói gì, chỉ ngắm mắt ngồi yên một lát sau, lôi viêm phụng mệnh canh giữ ngư dương dẫn theo hai thiên tướng và mấy phó tướng vội vàng chạy tới. Ngoài các quân trấn biên cảnh, quân của ngụy Thiệu ở Nhạn Môn và Phạm Dương có khoảng 5.000 quân tạm đóng. Từ phu nhân sắp xếp điều binh khiển tướng xong, bà nói cho người tới báo thủ tướng ở ba vùng Vân Trung, Bạch Đăng, Thượng Cốc, phải đề phòng nghiêm ngặt, nếu hung nô đột kích nhất định phải từ thủ, năm chờ viện quân đến, các quân trấn còn lại hỗ trợ lẫn nhau, có tin thì tới báo ngay cho ta. Năm tử thù, có chết cũng phải giữ lấy. Lôi viêm tuân lệnh, dẫn người rời đi ngay. Sau khi đoàn người đi, từ phu nhân suy nghĩ một lúc bỗng ho khan không ngừng. Trung bà bà ở bên vội đưa khăn tới, vỗ vỗ sau lưng bà. Từ năm bị đầu độc rồi ngụy nhiễm ra đi, sức khỏe của từ phu nhân không còn tốt như trước. Tiểu kiều rót một ly nước ấm, chờ từ phu nhân ho xong thì dâng lên. Từ phu nhân uống một hớp nước, đặt chén xuống thở dốc cho bình tĩnh, bà cười nói với tiểu kiều cháu đừng sợ đã gửi tin cho thiệu nhi rồi nó sẽ nhanh lui binh về thôi dù thiết kỵ hung nô khí thế hung hăng đến mức nào đi nữa nhưng binh sĩ ngụy gia nhà ta cũng thân kinh bách chiến nhất định sẽ qua được lần này vẻ mặt trung bà bà cạnh bên đầy nghiêm túc tiểu kiều hỏi tổ mẫu phu quân lui binh về nhanh nhất thì cần bao lâu à từ phu nhân trầm ngâm một thoáng tinh binh đi gấp sau khi đưa thư thì khoảng độ nửa tháng chi ít cũng phải 20 ngày, tổ mẫu, 10 vạn quân chống lại 300 ngàn thiết kỵ của Hung nô, thêm quân lực đóng ở Nhạn Môn và Phạm Dương, cho dù tử thủ cũng chỉ sợ là một trận ác chiến gian nan. Đôi mắt duy nhất của Từ phu nhân nhìn về phía nàng, cháu có ý gì? Tiểu Kiều quỳ xuống trước mặt bà. Tổ mẫu, nếu chúng ta mượn viện binh của Tộc Khương ở Hoàng Hà, từ đó tới đây thì khoảng bao nhiêu ngày? Nhiều nhất là 10 ngày. Từ phu nhân bỗng mở to mắt, ý cháu là sao chúng ta không cần cứu mượn binh của tộc Khương ở Ti Hòa? Cháu đoán chỉ cần mình mở lời, tộc trưởng Nguyên Vượng chắc chắn sẽ xuất binh. Tộc Khương dũng mãnh thiện chiến, chẳng kém gì hung nô, nếu họ chịu tới đây cứu viện, dù không thể đánh lùi hung nô, nhưng chỉ ít có thể giúp quân ta giữa thành chờ đến khi phu quân lui binh. Trong lòng từ phu nhân hết sức rõ ràng, với mấy trăm ngàn quân canh giữ, muốn chặn ba trăm ngàn thiết kỵ của hung nô suốt hơn hai mươi ngày trời là chuyện quá khó khăn bà nói với Tiểu Kiều như vậy thật ra chỉ là muốn an ủi nàng mà thôi. Từ phu nhân đã tính toán cả rồi, nhanh chóng đưa mẫu thân nàng rời khỏi ngư dương. Đột nhiên nghe thấy đề nghị này, trong lòng bà cũng có phần kích động, bà gật đầu nói cách này có thể được. Chương 152 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Năm đó, tổ phụ của Ngụy Thiệu rời châu chỉ từ Phạm Dương đến chấn canh biên phòng gần với ngư dương hơn, ý đồ của ông cũng là để chống lại tộc hung nô. Thượng cốc cách ngư dương khoảng 2-3 ngày ngựa, một khi ở thượng cốc có biến, ngư dương cũng tràn ngập nguy cơ. Vì thế người đưa tin xuất phát, ngay sau đó phát lệnh từ ngư dương, sau khi sắp xếp biên cảnh và di tản dân chúng, từ phu nhân gọi chu thị và tiểu kiều tới gặp, nói hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa phì phì rút lui an toàn về phạm dương. Tổ mẫu không đi, con cũng không đi. Tiểu kiều từ chối ngay lập tức. Chu Thị cũng biết được tin tộc hung nô tiến đánh về Nam, vốn bà ấy đã thấp thỏm lắm rồi, nay nghe thấy từ phu nhân có sắp xếp như vậy, bà cũng đoán được ngư dương gặp hiểm nguy, sắc mặt bỗng trở nên trắng trợt, do dự một lúc rồi mới nói tức phụ một cũng không đi. Một tức phụ, con dâu, cháu dâu. Đột nhiên từ phu nhân gõ cây quải trượng một cái, tức giận nói ta ở lại là để chấn thủ ngư dương, hai người ở đây để làm gì. Chỉ khiến ta thêm lo lắng mà thôi, y ta đã quyết không thể thay đổi nữa. Hai người nhanh chóng đưa Phi Phi lên đường cho ta. Có lẽ là do quá xúc động, từ phu nhân lại kho khan một hồi. Mới khụ khụ vài tiếng bà đã cố gắng kìm nén lại, hơi thở không ổn định. Chu thị liếc nhìn bà một cái, người co rúm lại không nói nữa. Tiểu Kiều nhìn mái tóc hoa dâm điểm bạc của từ phu nhân, nàng ngừng một lúc rồi đồng ý, vậy thì cháu dâu nghe lời của tổ mẫu, chuẩn bị rời đi. Lúc này sắc mặt bà mới hòa hoãn ít nhiều, bà nhìn tiểu kiều chốc lát từ từ nói ngư dương sẽ không sao bà bảo cháu đi chỉ là sợ nhỡ có chuyện gì thôi cháu đừng lo lắng hai người đi đi mũi tiểu kiều cay cay nàng dằn nỗi lòng đang giằng xé bước đến trước mặt bà quỳ gối hành lễ tộc hung nô xuôi nam từ phu nhân ở lại trấn thủ cùng quân dân chống lại xâm lăng viện quân chưa thể đến được ngay vì vậy dân chúng đều cùng nhau chiến đấu phàm là người tự nguyện tham chiến chỉ cần đến nha môn ngư dương là được nhận khôi giáp và vũ khí. Sau khi được quan phủ bố cáo, quy định này được dán khắp bốn bề cửa thành ở ngư dương. Lệnh ngư dương cũng đồng thời là tuân theo mệnh lệnh của từ phu nhân, trong vòng hai ngày khi cửa thành mở lớn, họ cho phép dân chúng tự mình rời khỏi thành. Chờ đến khi cục diện ổn định rồi hẵng quay về lại. Lúc đấy dân chúng trong thành nhất quyết chẳng chịu đi, hoặc phải nói là họ không muốn tin tưởng. Từ đầu đường cuối ngõ, đầu đầu cũng có người bàn luận về chuyện này. Dần dần, không biết là từ nhà nào trước, mọi người bắt đầu mang theo đồ đạc ra khỏi cửa thành Nam. Bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan tràn khắp, khiến cho dân chúng lũ lượt đi nhiều hơn. Tiểu Kiều ngồi ở trong xe ngựa, lúc đi dọc theo con đường hướng về thành Phạm Dương, hai bên đường toàn là xe ngựa của dân chúng đi cùng chiều với mình. Có người mang theo người nhà đi, có người thì đẩy xe cút kít, có nhóm thì đi bộ, mẫu thân cõng hài tử, như từ nâng mẹ già, từ bắc đến nam, từ xa nhìn lại, đôi dòng người như một con trường long kéo dài không dứt. Tiểu Kiều và Chu Thị ngồi chung trong một chiếc xe ngựa, Xuân Nương ôm phì phì ngồi bên, còn lại các vú già và hầu gái đi cùng ngồi trong xe ngựa khác. Từ trong thành cho đến khi ra ngoài, Chu Thị không nói một câu nào, khuôn mặt như ngây dại. Ngay cả Phi Phi cũng cảm thấy những người lớn quanh mình dường như nghiêm nghị hẳn, bé ngoan ngoãn hơn nhiều, để yên cho Xuân Nương ôm lấy không quấy cũng không ồn. Sau hai ngày đi đường, rốt cuộc xe ngựa cũng tới được Phạm Dương vào ngày thứ ba. Được Phạm Dương lệnh hai đón vào thành. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, lúc Tiểu Kiều đang trầm ngâm nằm trên giường rỗ phì phì đi ngủ, một vú già bất ngờ chạy vội sang, nói tâm trạng phu nhân trở nên mất không chế, mấy người họ không làm sao khuyên được. Xin Tiểu Kiều qua nhìn xem một chút. Hai lệnh trước quan thời xưa. Đi đường mấy ngày nay, tinh thần của bà không được tốt cho lắm. Sắc mặt lúc này càng ngày càng tái nhợt, vầng trán mướt mồ hôi, đôi môi khô khốc trông khó coi vô cùng. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều bà đã lao tới ngay, nắm chặt lấy cánh tay của nàng, linh vị của công công và đại bá của cô còn chưa mang đi được. Phải làm sao đây chứ? Lực tay bà rất mạnh, bóp tay Tiểu Kiều đến nhói đau. Tiểu Kiều tránh ra, tổ mẫu đã nói rồi, ngư dương không có chuyện gì đâu. Bà mẫu cứ an tâm chờ đợi, ít ngày nữa sẽ có tin tức tốt. Chu thị nhìn nàng chằm chặp rồi cười gằn, đương nhiên cô lo lắng làm gì. Cô gả tới Ngụy gia nhà ta cũng chẳng có ý tốt, Ngư Dương có bị phá đi nữa, mọi người có chết hết đi nữa thì liên quan gì tới cô đâu. Tiểu Kiều nhìn Chu thị chăm chú, bà mẫu, con đang định nói với người một tiếng, con phải quay về. Chu thị sững sờ. Tổ mẫu tuổi đã cao, bây giờ sức khỏe cũng kém hẳn, không thể để bà ở Ngư Dương một mình. Có điều nếu ngày ấy con vẫn cứ nhất quyết Chắc chắn tổ mẫu không đồng ý, vì thế con mới đưa phỉ phỉ tới đây trước. Chờ ổn định cho mọi người xong xuôi, hôm nay con sẽ về. Khóe miệng Chu thị hơi mở ra. Cả đoạn đường qua bà mẫu cũng khổ cực lắm rồi, không ngủ được giấc nào yên ổn, giờ tới đây nên nghỉ ngơi an dưỡng, không nên suy nghĩ lung tung nữa. Người yên tâm, không cần lo chuyện linh vị của công công và đại bá. Tiểu Kiều dặn dò vú già cẩn thận hầu hạ cho Chu thị bây giờ nàng chỉ mới 17 tuổi mà thôi, vẫn mang theo mấy phần trẻ con thiếu nữ. Nhưng vào lúc này đây, dù là giọng nói hay vẻ kiên quyết lộ rõ nơi đáy mắt, như có một sức mạnh khiến cho người ta không thể nghi ngờ được. Không chỉ mấy vú giả bên cạnh, mà ngay cả chu thị, chữ không cũng không nói nên lời. Bà yên lặng nhìn bóng lưng tiểu kiều vừa quay đi, vẻ mặt xa suốt vô cùng. Tin mà ngụy Nhiễm đưa tới đúng là thật. Chỉ trong hai ngày đó, 300.000 kỵ binh tộc hung nô vượt sông lao thẳng đến Vân Trung Bạch Đăng, Thượng Cốc. Dù các thủ tướng đã vận dụng hết toàn lực, nhưng trước khí thế của Âu Duy, tất cả đều là quân tinh nhuệ, thanh thế của kỵ binh ẩm ý, sự công phá phi thường, sau mấy ngày quyết tâm giữ vững, dân chúng Trung Vân Bạch Đăng đều rút lui hết cả. Từ phu nhân quyết định bỏ Trung Vân và Bạch Đăng, triệu tập toàn bộ lực lượng, từ thủ ngư dương và phòng tuyến Thượng Cốc. Ngoài thành Thượng Cốc, cách mỗi 20 dặm sẽ thiết lập một hàng phòng tuyết, chiến hào đào sâu, phía dưới là giáo nhọn, dùng để ngăn chặn khí thế to lớn của kỵ binh hung nô, cố gắng ngăn ngựa chiến, đánh giáp lá cả sẽ có lợi cho quân sĩ ngụy ra hơn. Tổng cộng có 3 phòng tuyến như thế. Mỗi một phòng tuyến có thể ngăn được tộc hung nô ít nhất một ngày. Tộc hung nô cũng có ý phải đánh hạ ngư dương, lúc mới bắt đầu đã ra quyết tâm phải tấn công thượng cốc, cho nên khí thế tiến công lần này càng cực kỳ ác liệt. Vừa mở chiến, từ phu nhân đã rời ngư dương, tự mình đi đến biên thành, cổ vũ sĩ khí cho các tướng sĩ đang anh dũng chiến đấu. Nhưng dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, trong lúc nguy nan phải chạy từ Trung Vân tới Bạch Đăng, sau đó lên đường tới Thượng Cốc thì bắt đầu ngã bệnh. Liên tiếp ba ngày đó, dù bị bệnh từ phu nhân vẫn kiên trì ra trận, tự mình trợ uy cổ vũ các tướng sĩ đang bảo vệ phòng tuyến. Dưới sự khích lệ của từ phu nhân, quân phòng thủ liên tiếp đánh lùi từng đợt tiến công điên cuồng của hung nô vốn phòng tuyến chỉ giữ được 3 ngày lại có thể kiên trì bền bỉ đến 5 ngày. Sang ngày thứ 6, rốt cuộc họ phải lui vào thành. Ngày đó, đối mặt với cuộc chiến công thành của tộc Hung Nô, từ phu nhân vẫn lên thành trợ uy đánh chống cùng các tướng sĩ như ngày trước. Thế nhưng lúc đứng dưới tường thành, từ phu nhân quỵ ngã. Vốn bà đã tuổi cao, cơ thể lại yếu hơn trước đó, mấy ngày liên tiếp phải suy nghĩ quá nhiều, bây giờ thể lực đã hao mòn cùng cực, sau khi ngất xỉu bệnh tình càng trầm trọng hơn nhiều. Tổng lĩnh bảo vệ lần này là Lôi Viêm, mặc dù hắn đã cố giấu tin tức từ phu nhân ngã quỷ, nhưng tin đó vẫn lan truyền nhanh chóng trong nhóm các quân sĩ thủ thành. 300.000 kỵ binh hung nô bất kể ngày đêm, thế tiến công như nước thủy triều lên, trận chiến ác liệt đến mức có gọi là sấm giật chớp đùng cũng không hoa. Dưới tình hình đại quân chủ lực của quân hầu vẫn chưa về, mục tiêu chiến đấu ngày hôm nay là phải chống được thế tiến công của tộc hung nô chờ viện quân tới. Nhưng mà ba ngày người hung nô vây thành, áp lực lớn biết bao. Dường như quân sĩ ngụy ra chống chọi kiên trì cho đến thời khắc này đều là nhờ vào niềm tin. Từ phu nhân như là tâm phúc của bọn họ, bây giờ bà đột nhiên ngã xuống, hôm nay không thấy người, sĩ khí của quân phòng thủ bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau đó nữa lại có tin truyền tới, tả hiền vương thái tử ô duy của tộc hung nô tự mình tới thượng cốc đôn đốc, treo giải thưởng vạn lượng vàng để đánh hạ ngư dương người hung nô hang hái ngông cuồng tự đại ở cửa thành bắc của thượng cốc cờ soi khắp muôn nơi che kín cả bầu trời khoảng cách giữa công phòng thu hẹp trên mặt quân sĩ ngụy gia đều mang vẻ lo lắng và mệt mỏi nghe tiếng áo giáp chỉnh tề của người hung nô loáng thoáng theo gió lan vào thành từ phu nhân tỉnh lại từ từ mở mắt ra vang vẳng quanh tai là tiếng chém giết rung trời trên tường thành bà vội vàng đứng dậy nhưng lại bị trung bà bà ngăn cản tình hình chiến trận thế nào rồi ta phải tự đi, người đừng ngăn cản ta. Nữ quân đến rồi, đến một người luôn bình tĩnh như chung bà bà, lúc này cũng không kìm nén được xúc động trong lòng, giọng nói còn hơi run. Lão phu nhân yên tâm, nữ quân đã mang chiến kỳ năm đó của lão quân hầu đến, nàng đã thay thế lão phu nhân, đi cổ vũ quân sĩ, khích lệ chiến đấu. Người hung nô nghỉ ngơi chỉnh đốn lại xong rồi lại phát động một làn sóng công kích mới. Bắt đầu từ đêm qua, trận chiến công thành không ngừng nghỉ. Mục tiêu của người hung nô là phải chiếm được ngư dương trước khi ngụy tiệu lui binh về. Hai mắt của lôi viêm đỏ ngầu vì chém giết, hắn không còn nhớ rõ, mình đã chỉ huy nhóm tướng sĩ đánh đuổi hết bao lần tiến công của người hung nô. Tên bắn như mưa, đạn pháo bay tán loạn, dưới tường thành, thi thể chồng chất ngày càng cao, tiếng hò hét ẩm ĩ của người hung nô như đánh vào bên tai, lúc sắc trời dần sáng, từng khuôn mặt nhúm máu điên cuồng cũng bắt đầu nhìn rõ. Ngay lúc này đây, trên đài cao ngay phía sau tường thành, mặt trống trận yên lặng suốt hôm qua bỗng nhiên lại có người đánh trống. Tiếng trống ầm ầm như sấm dục, mây trời bay khắp, vang vọng vào tai của mỗi người. Trong tiếng sấm rền vang cháy lên ngọn lửa hừng hực như trên trời giáng xuống, từng khuôn mặt mệt mỏi nhuốm đầy máu và bụi bẩn của quân sĩ ngụy ra lần lượt quay đầu lại, họ kinh ngạc nhìn tới nơi từ phu nhân từng đứng cao ở đó, bây giờ lại có thêm một người. Nữ quân xuất hiện, trên người nàng mặc giáp y của từ phu nhân, nàng thay từ phu nhân, tiếp tục cùng họ bảo vệ thành trì, bảo vệ ngư dương. Ở bên cạnh nàng là lá cờ lớn màu đen mới toanh, bay vù vù trong gió. Ở giữa cờ chiến có thêu một cái đầu hổ màu vàng, răng nanh sắc nhọn, như tuyên uy diệu võ, kinh người khiếp phách. Quân sĩ ngụy ra nghe đây, 40 năm trước, tổ phụ của quân hầu mọi người đã mang theo hồ kỳ này, đoạt lại hà sáo ở trong tay tiền vua, khiến cho người hung nô không còn dám tiếp tục thả ngựa về phương Nam nữa. Nay người hung nô lại muốn làm nhục vinh quang của nó, mọi người có thể chịu được không? Viện binh sắp tới rồi, quân hầu của mọi người sắp dẫn binh về đây. Hắn muốn mọi người phải kiên trì, với danh nghĩa là nữ quân ngụy thị, ta thề với mọi người, ta sẽ cố thủ ở đây, cùng mọi người đánh đuổi tộc hung nô tới thời khắc cuối cùng. Tiếng chống trận của nữ quân như đè nén được huyên náo phía dưới thành. Không cho, không cho. Nhóm quân sĩ định thần lại từ trong khiếp sợ, họ tức giận hét to, tiếng gào rung trời đất. Chương 153 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Cuộc chiến bảo vệ thượng cốc đã diễn ra hơn nửa tháng. Từng tảng đá kiên cố tạo nên một thành tường vững chắc, khắp nơi là vết tích loang lổ của đao chém và lửa đốt. Vết máu nhuộm đỏ cả đất đen dưới thành, từng lớp từng lớp thấm dần vào vách đá, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối máu tanh. Thế tiến công của người hung nô như nước thủy chiều dâng, từng đoàn sông tới, rồi lại từng đoàn bị đẩy lui. Mấy ngày trước, năm vạn quân lính của tộc hương do Kiều Từ dẫn đầu rốt cuộc cũng tới thành, cùng trợ lực cho quân sĩ ngụy gia đang rơi giữa vòng vây. Quân lính tộc hương với thế nhanh như trước không kịp bịt lấy tai, nhân lúc đại quân hung nô còn chưa biết đề phòng, họ đánh vào bên cánh sườn tạo thành lỗ hồng. Quân sĩ ngụy gia trong thành biết được tin, trong tiếng chống trận rầm vang, họ mở cửa thành cùng bầy trận xung phong liều chết, kể vai chiến đấu với quân lính tộc Hương. Dân tộc Hung nô giỏi nhất là kỵ binh giã chiến, trọng binh áp sát, sau nhiều ngày công thành mà không được, sĩ khí cũng sụt giảm ít nhiều, bỗng dưng lại phát sinh đột biến, lính Hung nô không kịp chuẩn bị nên bị đánh lui về sau hơn 10 dặm, hao tổn đến mấy ngàn kỵ trường, vô cùng thảm hại. Bởi vì không biết được số lượng viện quân là bao nhiêu, Ô Duy cũng không dám phát động công thành nữa, hắn vội vàng trình đốn lại đội ngũ, vừa là để dưỡng sức, cũng là để tìm hiểu về tình hình quân địch. Khổ sở cố thủ suốt 10 ngày bị vây thành cam gâu, may nhờ viện quân đã kịp thời xuất hiện, nhờ đó mới giải quyết được đôi phần. Quân sĩ ngụy ra lấy ít địch nhiều, vô số người tắm máu anh dũng chống lại tộc hung nô. Hai đời nữ quân ngụy thị đều cùng leo lên tường, đồng sinh cộng tử với quân dân. Tin tức này như chắp thêm đôi cánh, lan truyền rộng khắp đất ngư dương càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu quay về dù trên đường chạy nạn, từ bốn phương tám hướng tự giác trở về đây. Nam nhân khoác trên mình giáp y của người lính đã chết, cầm lấy thanh đao kiếm và giáo giải nhúm máu, gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu bảo vệ. Nữ nhân thì đi theo tiểu kiều, cùng chăm sóc người bệnh, phục vụ cơm ấm nước sôi kịp thời cho các tướng sĩ đang hăng hái chiến đấu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mấy chục ngàn dân chúng cùng nhau quay về tự nguyện gia nhập vào trận chiến quân dân đoàn kết chưa từng có cùng một mối thù chung tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ nhất định họ phải kiên trì nhất định không được lùi một bước ô duy bắt đầu cảm thấy bất an đối với cục diện của trận chiến hắn là nhi tử của thiền vu là thái tử đồ kỳ nhưng mà ở vương đình thanh danh của hắn lại không sánh bằng thúc phụ nhật trục vương ô châu khuất năm đó ô châu khuất lấy nữ nhi ngụy thị làm vương phi người hung nô không hề xem đó là ngang ngược mà còn cho rằng hắn có thể đoạt được nữ nhi ngụy thị đúng là chuyện vinh quang mấy năm trước ô châu khuất còn đón được nhi tử của vương phi ngụy thị là ngụy nhiễm trong vương thất hay dòng dõi quý tộc ở hung nô có người mang huyết thống người hán cũng không còn mới lạ trong vương đình lúc này y tù nhược vương và y trật tử vương là những mưu thần rất được thiền vu tín nhiệm cũng là do triều hán đưa tới sau hòa thân cùng công chúa những người này không giống như ngụy nhiễm có thể khiến ô duy có cảm giác uy hiếp trước nay chưa từng có ngay lần đầu gặp mặt chỉ trong mấy năm ngắn ngủi danh tiếng của ngụy nhiễm càng lúc càng tăng cao hắn có thể chinh phục được con đường núi mà người đông hồ đã kiên trì chiếm giữ mấy thập niên gộp vùng đất đông hồ vào một trong 24 bộ của hung nô người hung nô bắt đầu thân thiết gọi hắn là hô đồ côn ngay cả thiền vu cũng đặc cách phong hắn là tiệm tương vương đây là danh hào đại vương có tư cách thống lĩnh vạn kỵ vì thế ô duy cực kỳ cảnh giác đối với người này. Bởi vậy, trước đây không lâu, lúc hoàng đế lưu diễm của triều đình lang ra cử sứ giả tới biểu đạt mong muốn được mượn binh hung nô, ô duy cũng cố gắng sắp xếp, rốt cuộc mới thuyết phục được thiền vu cho xuất binh, cử hắn thống lĩnh xuống phương Nam. Theo tính toán của hắn, đáng lẽ vào lúc này đây, hắn đã đánh hạ được ngư dương lâu rồi, không chỉ để rửa sạch oán hận bị ngụy thị chèn ép từ nhiều năm trước đến bây giờ, cướp đi cả vùng đất hà sáo, mà quan trọng hơn là theo quy luật mạnh được yếu thua, người thắng sẽ giành được vương chướng của hung nô. Hắn đang rất cần thắng lợi này, để thiền vu và các tộc nhân, hô diễn thị, tù bạc thị, khâu lâm thị, những người luôn nghi ngờ năng lực của hắn phải thấy rõ. Thế nhưng hắn lại không ngờ là, cuộc chiến này lại kéo dài ở thượng cốc như thế. Hắn không thể nắm được cơ hội tiêu diệt 10 vạn quân phòng thủ ngụy ra, để họ mượn được chi viện từ binh lính tộc hương, bỏ qua cơ hội chiến đấu tốt nhất, thời gian kéo dài hơn một ngày lại càng thêm bất lợi. Nếu tiếp tục trì hoãn, đợi đến khi Ngụy Thiệu lui binh, cục diện thế nào hắn càng không nắm chắc. Hắn thống lĩnh đội quân tinh nhuệ nhất của Hung Nô, lấy nhiều đánh ít, hắn không thể thua trong trận chiến này được. Ngày hôm sau, Ô Duy triệu tập nhân mã thêm lần nữa, trước khi trời sáng một khắc, hắn tự mình đôn đốc, dốc toàn bộ lực lượng, lần thứ hai phát động một đợt tiến công mạnh mẽ về phía liên quân Hán Khương. Giết một người, có tiền thưởng. Giết 10 người, được mỹ nữ. Giết trăm người, được phong bách phu trưởng. Nếu có thể phá thành, bắt được nữ quân ngụy Thị đang đánh chống trợ uy kia, phong thiên hộ, ban thưởng thức hầu. Trận ác chiến từ khi sáng sớm kéo dài tới trạng vào, Lôi viêm và kiều tử chiến đấu quên mình, tử thủ chống lại địch. Tiếng chém giết vang vọng bên mang tai, ở vùng đất hoang bên cửa thành, thi thể chật kín không còn chỗ đặt chân người hung nô đạp lên từng lớp thi thể đồng bào mình đang trồng chất lên nhau, gác thang leo lên thành. Phía đầu tường, một người ngã xuống sẽ có người phía sau lập tức lấp vào chỗ trống. Bên góc cửa thành đông nam bỗng vang lên một tiếng nổ vang, theo sau đó là tiếng hô điên cuồng phấn khởi của người hung nô. Tên bắn vèo vèo trên đỉnh đầu, một mũi tên rơi xuống cắm vào lưng một quân sĩ chết trận, chỉ cách tiểu kiều đúng nửa bước. Từ lâu nàng đã không còn cảm giác được sợ hãi nữa nàng và hai phụ nhân ôm một rổ thạch pháo tiếp tục leo lên tường thành nhìn thấy giả tư với khuôn mặt đầy cả máu vội vàng chạy tới chỗ mình nữ quân mau theo thuộc hạ giả tư quát thành sắp bị phá sao tiểu kiều hỏi lại giọng điệu vô cùng trầm tĩnh đã mấy ngày đêm nàng không hề chợp mắt khuôn mặt trắng chật như tờ giấy hai mắt khô khốc gió vừa thổi qua hình như hơi ánh nước nhưng cơ thể lại không hề cảm thấy mệt chút nào thành phía đông nam bị vỡ Kiều Công Tử dẫn người sang lấp lỗ hồng đó, toàn thể quân sĩ đang chuẩn bị chiến đấu trên đường phố, thể phòng thủ cùng thượng cốc, quyết không nhường nửa bước. Lôi tướng quân ra lệnh cho thuộc hạ dẫn nữ quân đi ngay. Những nữ nhân còn lại cũng nhanh chóng đưa ra khỏi thành. Mọi người đi tới cửa thành Nam đi, ở đây không cần mọi người đâu. Tiểu Kiều nói với nhóm nữ nhân. Người nào người nấy đều dương dương nước mắt, họ vội vàng quỳ xuống rồi đứng dậy rời đi. Nếu cuộc chiến thủ thành này chuyển sang chiến đấu trên đường phố, trong lòng Tiểu Kiều cũng hiểu rằng nếu nàng còn ở lại chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng. Bệnh tình của từ phu nhân ngày càng trầm trọng, may mà mấy ngày trước bà đã được đưa ra khỏi thượng cốc. Đối mặt với khí thế hung hăng của 300.000 thiết kỵ hung nô, có thể thủ vững đến giây phút này, mỗi người ở đây đã cố gắng đến hết sức của mình. Bỗng nhiên nàng thấy đầu choáng váng, khép hai mắt lại, tay vịn bên tường thành nữ quân giả tư cảm thấy nàng hơi khác đưa tay định đỡ nhưng khi gần chạm tới thì lại dừng tay lại tiểu kiều lấy lại bình tĩnh mở mắt ra nói ta không sao ta đi ngay đây bỗng nhiên đúng vào thời khắc đó từ phía xa loáng thoáng có tiếng gầm của hàng vạn con ngựa đang chạy tới lúc đầu thì như có như không dần dần lại như tiếng sấm rền rõ ràng vang vọng bên tai âm thanh đó càng lúc càng mạnh mẽ Đất dưới chân thành và tròi gác cũng rung cùng một nhịp, giống như rung lắc trong địa chấn. Hai bên chém giết đỏ cả mắt đều không cảm nhận được cơn địa chấn càng lúc càng rõ này. Người hung nô ngừng leo lên, quân sĩ đầu tường dừng đao lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Tiểu kiều bàng hoàng một lúc rồi vội vén gấu quần lên. Nàng lao tới đài cao trên đầu tường, phóng tầm mắt xa ra, ra. Nơi nắng chiều buông xuống, vùng đồng nội cuối chân trời xa xa. Nàng nhìn thấy một đội quân màu đen thật dài như kẻ vạch, đang hướng về phía thành trì, ào ào tràn tới. Cuộc chiến thủ vệ thượng cốc khó khăn kéo dài đến ngày thứ 22, rốt cuộc Yên Hầu Ngụy Thiệu cũng dẫn theo đại quân của hắn quay trở về. Một mình Ngụy Nghiễm dừng ngựa trên đồi cao, nhìn theo bóng đội quân từ phía xa đắm mình trong ánh tà dương vàng vọt, vẻ mặt đầy lãnh đạm. Chốc lát sau, hắn từ từ chuyển mắt sang hướng thành trì thượng cốc. Khoảng cách khá xa, cho nên hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy hình bóng xinh đẹp trên đài trống cao cao nhưng hắn biết người đó chính là nàng dù có xa đến thế nào đi nữa hắn vẫn có thể nhận ra ngay nhớ lại năm đó cũng giống như giờ vậy hắn đứng từ xa nhìn bóng lưng nàng đánh trống trên đài lộc ly cõi lòng mang theo nỗi si mê cuồng vọng khó thể nói thành lời bây giờ nàng vẫn là nữ quân cao quý của ngụy thị mà hắn ngay cả cái tên cũng không còn là ngụy nhiễm. Hắn bàng hoàng một lúc rồi bỗng che mắt lại, kéo cương ngựa, khẽ quát lên một tiếng, quay đầu phóng ngựa đi, bóng người dần biến mất ở phía cuối ngọn đồi. Quân hầu dẫn quân về đúng lúc, trên thành tường thượng cốc tiếng hoan hô như sấm động. Tiếng trống rền vang, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, lính hung nô bò lên nửa tường thành đều rơi xuống tới tấp. Quân sĩ mở cửa thành, xông ra giết trận chiến này kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng có thể kết thúc không chậm trễ gì thêm ngụy thiệu trở về mang theo đội quân ngụy ra không hề thua kém thiết kỵ của hung nô sát khí ngút trời như lôi đình nổi giận thẳng tới địa ngục tu la tộc hung nô mất đi ưu thế về quân lực mấy ngày công thành gặp khó khăn lại càng xuống tinh thần trong nháy mắt như rơi vào đáy vực chống cự qua loa một lúc thì binh bại như núi ngã tan tác chạy về phía bắc đuổi theo truy binh mãi đến tận ngày kế Tộc Hung nô người chết kẻ bị thương, người bị bắt lên đến con số 10 vạn. Rất nhiều lần, rõ ràng chỉ còn thêm chút nữa, quân thủ vệ trong thành sẽ không chống cự nổi, khoảnh khắc phá thành ngay trước mắt. Nhưng rồi cơ hội đó lại cứ thế trôi đi, thành trì vẫn vững bền ở đó, cách một bức tường thành nhưng lại không cách nào phá được. Lúc Ô Duy hốt hoàng vượt sông chạy về phía Thảo Nguyên, hắn vẫn không thể nào tin được, hắn hả hê mãn nguyện, dẫn binh xuôi nam tập kích cuối cùng lại nhận lấy một kết cục thảm hại như vậy quay trở về. Thượng cốc hóa giải được khó khăn, bầu trời tiêu điều sơ xác và nặng nề phía trên thành mấy ngày qua cuối cùng cũng dần dần tiêu tán. Khắp nơi vang vọng tiếng nói cười. Tiểu Kiều không kịp thờ một hơi, vội vàng chạy tới cửa thành cách đó không xa chỗ đệ đệ của mình đang chữa trị. Cánh tay Kiều từ bị thương phía sau, quân y đang chữa thương cho hắn. Bởi vì bị mất máu không ít, sắc mặt của hắn hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần lại hưng phấn vô cùng, hắn vừa đưa tay để quân y chữa trị cho mình, vừa xuống lại vui vẻ nói cười với quân sĩ ngụy gia. Kiều công tử, nghe nói nữ nhân tộc hương quyến rũ đa tình lắm phải không, nếu vừa ý lang quân sẽ chủ động tặng hoa lấy lòng, kiều công tử là một nhân tài như thế, nhận được hoa nhiều lắm có phải không? Một người vừa băng bố vết thương cho quân sĩ vừa đặt câu hỏi. Đại chiến qua đi, nam nhân khó tránh sẽ nghĩ về việc đó tiểu tử không kiêu ngạo chút nào những ngày qua cộng sinh đồng tử với quân sĩ ngụy gia và binh lính tộc hương tới cứu viện xem nhau không khác gì người mình thấy quân sĩ nọ hiếu kỳ đặt câu hỏi mọi người nghe được cười ha ha mặt kiều từ hơi nóng lên hắn vội xua tay thì thấy tiểu kiều đi vào đôi mắt sáng rực vui mừng gọi một tiếng a tỷ định đứng lên đón nàng ngay lập tức tiểu kiều ra hiệu cho hắn đừng đứng dậy nhóm quân sĩ quay đầu thấy nữ quân đi tới thì vội vàng nhường đường cho nàng. Khu vực cứu thương vốn rộn rã tiếng cười bỗng trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiểu Kiều bước nhanh tới chỗ của Kiều Từ, thấy chiến bảo nhúm máu trên người hắn còn chưa kịp thay ra, người bị thương, trên chắn còn toác máu, nàng đau lòng khôn xiết, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào rồi hỏi thử có đau không. Kiều Từ cong miệng cười, bị thương nhẹ thôi mà, không đau. Quân sĩ bên cạnh thấy thế cũng hâm mộ không thôi a à, tỷ có khỏe không tỷ khỏe lắm tiểu kiều mỉm cười nữ quân lão phu quân giờ đã khỏe chưa một tướng sĩ hỏi tiểu kiều ngẩng đầu lên thấy rất nhiều đôi mắt nhìn về phía mình nàng gật đầu với mọi người rồi đáp lão phu nhân đã được đưa về ngư dương an dưỡng nhất định sẽ sớm bình phục đa tạ chư vị tướng sĩ quan tâm lần này đều là nhờ chư vị đã phấn đấu quên mình thành trì mới có thể giữ được ta thay mặt quân hầu đa tạ mọi người cống hiến vì nữ quân, chúng tôi có chết cũng không từ. Một quân sĩ to gan cao giọng nói. Mọi người cũng dồn dập phụ hỏa theo. Tiểu Kiều mỉm cười, nhìn từng khuôn mặt quân sĩ với đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình, bỗng nhiên nàng lại thấy đầu váng mắt hoa. Mấy ngày qua, từ phu nhân bị bệnh, quả thực nàng không có thời gian mà thở được một hơi, lúc trước đều nhờ vào tư tưởng mới không ngã quỷ, cố gắng chống chọi tới bây giờ. Rốt cuộc thành đã được giải vây, biết đệ đệ bị thương nàng vội vàng tới gặp. Thấy đệ ấy không sao, cả người mới thoải mái hơn nhiều, cơ thể căng cứng như dây cung đột nhiên gãy vỡ, không gắng gượng nổi nữa. A tỷ, nữ quân, trong tiếng ồn bên tai, giọng nói hoảng hốt huyên náo của mọi người, cơ thể nàng mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Chương 154. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Tiểu Kiều có cảm giác như đã ngủ một giấc thật dài. Trong cơn mơ, nàng cảm thấy cả người mình như lơ lửng trên không vô cùng nhẹ nhõm giống như đã trở về kiếp trước nàng không phải là kiều nữ mà chỉ là một đứa bé được cha mẹ nung chiều không có gánh nặng không còn trách nhiệm thích gì thì làm nấy nàng chỉ là chính nàng mà thôi đã rất lâu rồi cảm giác đó nàng chưa từng thể nghiệm thậm chí tiểu kiều còn không muốn tỉnh lại chỉ muốn lạc mình trong giấc mộng thật lâu thế nhưng ở một nơi sâu xa nào đó trong cõi lòng Dường như nàng vẫn còn ràng buộc, bị quấn vài vòng quanh, như ngàn vạn sợi tơ không thể nào giải phóng được hoàn toàn. Nàng không ngừng tự nói với mình là nhất định phải tỉnh lại. Giấy sủa mãi rốt cuộc cũng tỉnh được, nàng nghe có giọng nói lo lắng văng vẳng bên tai. Lúc đầu có vẻ khá mơ hồ, dần dần mới trở nên rõ nét. Là giọng của đệ đệ. A à, tỷ của ta thế nào rồi? Kiều công tử không cần lo lắng, vì mệt nhọc quá độ nên nữ quân mới vậy cần phải nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏi ngay thôi. Mí mắt của nàng hơi động đậy. Hóa ra chỉ một chốc mà thôi, vậy mà cảm giác trong mơ lại như lâu lắm rồi. Lúc nãy tỷ ấy mới té xỉu, ông không thấy à. Quan tâm quá sẽ bị loạn, kiều từ lên giọng. Tiểu kiều từ từ mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm trên giường, kiều từ thì ở bên, đỏ mặt tía tai cao giọng với quân y đang luống cuống tay chân ngay bên cạnh. Kiều công tử mau xem kìa, nữ quân tỉnh rồi, quân y lau mồ hôi, vui mừng nói. kiều từ quay đầu lại, quả nhiên tiểu kiều đã tỉnh lại, hắn lao tới nắm chặt lấy tay nàng, a à, tỷ tỉnh rồi à? tỷ sao rồi? lúc nãy đột nhiên tỷ lại ngất, làm đệ sợ quá. tiểu kiều cảm thấy rất mệt mỏi, nàng lấy lại bình tĩnh, tỷ không sao, giống như quân y vừa nói thôi, tỷ chỉ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi, đệ đừng lo quá kiều từ thoáng thở phào nhẹ nhõm a à, tỷ nghỉ ngơi cho khỏe tỷ phu tự mình truy kích tộc hung nô sẽ quay về nhanh thôi sau khi thành giải vây ngụy thiệu dẫn quân tiếp tục truy kích về phương bắc quân lính tộc khương mà kiều tự đưa tới và quân thủ thành của lôi viêm thì tạm thời ở lại tiểu kiều khẽ mỉm cười gật đầu bỗng nhiên vào giờ khắc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập tiếp sau đó là giọng của giả tư nữ quân ngư dương cấp báo trong nhà xảy ra chuyện Đêm khuya, từ đường rực lửa, chu thị bị kẹt trong từ đường nên bị thương rất nặng, trong lòng bà ôm chặt lấy linh vị của phu quân và trường tử. Lúc hạ nhân liều chết lao vào biển lửa cứu bà ra, trong miệng bà còn không ngừng lẩm bẩm người hung nô tới rồi. Ta phải bảo vệ từ đường, người hung nô tới rồi, ta phải bảo vệ từ đường. Trước đó từ phu nhân bị bệnh, bà được đưa tới thành vô chung ở gần đó nghỉ ngơi, hạ nhân không dám báo tin này sợ quấy nhiễu phu nhân, vì thế mới tới chỗ tiểu kiều thời gian quay về khoảng 7-8 ngày trước. Rốt cuộc Chu thị không chịu được dày vò, bà từ Phạm Dương trở lại ngụy Gia ở Ngư Dương. Ngày ấy lúc kiều nữ rời khỏi Phạm Dương, thần thái và cách nói chuyện của nàng khiến Chu thị cảm thấy vô cùng áp lực. Trong lòng bà nảy ra một ý nghĩ, nếu kiều nữ có thể làm nên chuyện, bà cũng có thể làm như thế. Bà mới là chủ mẫu của ngụy gia, không thể nào để kiều nữ hạ thấp mình như vậy, càng không thể để từ phu nhân và nhi tử xem thường mình được. Cũng bởi suy nghĩ đó, bà kìm nén cảm giác sợ hãi trong lòng mình, kích động muốn bảo vệ và đồng sinh cộng tử với Ngụy Gia, thế là lên đường quay trở về. Lúc bà tới Ngụy Gia, trong thành Ngư Dương đã lan truyền tin tức thượng cốc bị vây hãm càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên bà rất hận hung nô, chỉ mong tướng sĩ Ngụy Gia ở thượng cốc có thể kiên trì đến khi nhi tử của mình dẫn binh về. Thế nhưng rất nhanh sau đó, dân chúng Ngư Dương lại kháo với nhau rằng, kiều nữ đã thay thế vị trí của từ phu nhân, ở lại thượng cốc khích lệ quân sĩ thủ thành, hơn nữa đệ đệ của kiều nữ còn dẫn viện quân của tộc Khương tới đó, khi ấy, Chu thị sợ ngây người, bà lại bị đà kích nặng nề một lần nữa. Bà biết rõ là, trước kia nhi tử đã xem kiều nữ chẳng khác gì châu ngọc, trải qua lần chiến sự này, nếu giữ được thượng cốc, vậy thì những ngày sau, chỉ e kiều nữ sẽ giữ chặt lấy tâm can của nhi tử nhà mình. Bà vô cùng tuyệt vọng, phẫn nộ và thống khổ, bà trắng đêm khó ngủ, ở góc khuất trong lòng, thậm chí bà còn nảy ra một ý nghĩ đen tối đến mức chính bản thân mình còn sợ hãi. Bà hy vọng thượng cốc bị phá thành, ngư dương cũng bị mất, như vậy, tất cả âm mưu của kiều nữ sẽ đều uổng phí hết, mà bà có thể giành được phong thái là người bảo vệ của ngụy gia vĩnh viễn trường tồn ở trong lòng nhi tử, dù có sợ chết đi nữa, nhưng chỉ cần có nhi tử ở đó, từ nay về sau, địa vị của mẫu thân trong lòng nó sẽ không thể lung lay nửa phần. Chu thị quay cuồng chìm đắm ở trong suy nghĩ đó, dường như bà đã điên mất rồi không còn cách nào kiềm chế được bà liên tục ảo tưởng thành ngư dương bị phá người hung nô như dã thú nhảy bổ vào cửa thành giết cướp ngay trong thời khắc đó bà đứng vững trước cửa lớn từ đường để bảo vệ ngụy gia để nghi tử từ, từ phu nhân và tất cả quân sĩ ngụy gia nhìn thấy bà bà chu thị mới là chủ mẫu chân chính có thể sống chết với ngụy gia và đó cũng chính là thời khắc huy hoàng vinh dự nhất của cả đời chu thị bà không còn cảm thấy sợ gì nữa không những thế còn vô cùng hy vọng giây phút đó đến gần. Bà đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngay ngày hôm trước, tin tưởng cốc thủ thành rất khó khăn lan đến ngư dương lần thứ hai, từ khi tộc hung nô lấn xuống phía nam cho tới nay, bầu không khí bao phủ bầu trời ngư dương căng thẳng chưa từng có, giữa đêm khuya, chu thị bỗng rơi vào mộng du. Hoàng bà bà nói, bà chạy sộc ra khỏi nhà trong y sam sốc xích, lao như điên về phía từ đường, miệng không ngừng la hét, người hung nô đánh tới, sau đó lao vào trong từ đường, bà đuổi hết mọi người ra ngoài đóng chặt cửa lớn sau đó không lâu ánh lửa trong từ đường dần bùng lên dữ dội lúc tiểu kiều về tới ngư dương cả ngư dương đã lan truyền tin tức quân hầu lui binh về thượng cốc người hung nô đại bại chạy về không khí một ngạt bao phủ khắp thành trì trong suốt nhiều ngày qua đều quét sạch sành xanh người người vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt chu thị bị lửa cháy trọng thương dần như đã hủy cả khuôn mặt bà nằm đó thoi thóp ánh mắt vô hồn Tiểu Kiều bưng một bát thuốc tới, ngồi bên giường gọi bà. Lúc đầu Chu thị còn thẫn thờ không phản ứng, một lúc lâu sau bà mới giật mình tỉnh táo lại nhờ tiếng gọi to, từ từ đưa mắt nhìn khuôn mặt Tiểu Kiều, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên bà bật dậy từ trên giường, đưa hai tay ra bóp cổ Tiểu Kiều. Tộc hung nô, tộc hung nô, ta mới là chủ mẫu ngụy gia, có ta ở đây, bọn mày đừng hòng bước vào từ đường ngụy gia nửa bước. Hai mắt bà ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị, cắn răng nghiến lợi la hét. Hoàng bà bà đứng bên cũng hoảng hốt đến biến sắc, bà hét to, không được, rồi cuống quýt sông lên ngăn cản. Sức của Chu thị không phải mạnh bình thường, ba bốn người đứng lôi kéo hai bên, rốt cuộc mới gỡ được bàn tay bóp chặt ở trên cổ tiểu kiều. Hai tay Chu thị quào loạn giữa không chung một lúc, hai mắt trắng dã ra rồi bật ngửa lại giường, cơ thể co rút lại, miệng vẫn lầm bầm không dứt. Chén thuốc rơi vỡ trên mặt đất, tiểu kiều nằm ho khan trên đất hoàng bà bà vội vàng tới dìu nàng. Tiểu kiều che cổ, khoát tay áo, bà đi chăm sóc bà mẫu đi. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó, cửa lớn bị người ngoài đẩy ra. Tiểu kiều quay đầu lại, nhìn thấy ngụy tiểu xuất hiện ngay trước cửa. Trên người hắn là chiến giáp còn chưa kịp cởi ra, tà áo nhúm máu. Nam quân, đám người hoàng bà bà ngẩn ra rồi nhanh chóng bước lên nguyên tiếp, họ quỳ gối hai bên, cúi đầu không dám phát ra nửa tiếng. Ánh mắt Ngụy Thiệu dừng trên người Chu Thị nằm trên giường, hắn sững lại một thoáng rồi bước nhanh vào trong, lướt qua người Tiểu Kiều lao tới ngay trước giường. Mẫu thân, giọng của hắn hơi run. Thầy thuốc đâu, thầy thuốc đâu rồi? Hắn dướn họng hét to. Bẩm Nam Quân, đêm qua thầy thuốc ở bên cạnh phu nhân suốt cả đêm, vừa mới ra ngoài nghỉ ngơi à? Tỷ đi gọi hắn ngay. Hoàng bà bà vội vàng bò dậy, hoảng hốt lao ra ngoài gọi người thiệu nhi là con sao con về rồi chu thị từ từ mở cặp mắt sưng phù ra nhìn ngụy thiệu chăm chú bà cố sức đưa tay lên muốn vuốt ve mặt hắn mẫu thân nhi từ bất hiếu nên tới chậm để mẫu thân phải chịu khổ thế này ngụy thiệu nắm chặt bàn tay được băng kín của chu thị trầm thấp nói ta không sao thiệu nhi con không cần phải lo lắng cho ta trong đôi mắt bà ánh lên nét vui mừng khóe miệng mỉm cười thoải mãn, ba lầm bẩm người hung nô đánh tới đây, phá được cửa thành ngư dương rồi, bọn họ muốn gây bất lợi cho liệt tổ liệt tông nhà ngụy gia chúng ta, ta thể sống chết phải bảo vệ từ đường, quyết không để người hung nô thực hiện được. Ngụy thiệu cúi đầu, hai vai phía sau hơi co lại, nghẹn ngào đáp nhi tử biết cả. Mẫu thân đừng nói nữa, dưỡng thương trước quan trọng hơn. Không, không, ta không sao cả, ta rất khỏe ánh mắt chu thị bỗng rơi xuống trên người tiểu kiều ở sau lưng ngụy thiệu đột nhiên cả người bà lại trở nên căng thẳng chỉ vào tiểu kiều rồi nói bảo nàng đi ra ngoài ta không muốn nhìn thấy nàng ta bà cao mày cắn răng nói trong cổ họng như phát ra từng tiếng than khóc mẫu thân bình tĩnh đã ngụy thiệu cố gắng động viên bà thiệu nhi con còn muốn bảo vệ nàng nữa sao nàng là người hung nô người hung nô ngụy gia chúng ta không tha thứ cho người hung nô hai mắt chu thị trợn trắng cả người không ngừng run rẩy ngụy thiệu quay đầu lại nhìn tiểu kiều như có ý xin nàng rời đi hai mắt hắn ửng hồng dường như còn ngấn lệ tiểu kiều gật đầu với hắn rồi từ từ lui về sau đi tới cửa nàng quay người ra ngoài sau khi trở lại tây phòng nàng nhìn ánh nến ngồi sững một hồi lâu xuân nương và phi phi vẫn còn ở phạm dương chưa có ai tới đón nên vẫn chưa quay về hừng đông ngày hôm sau lúc ngụy thiệu trở lại tây phòng trong phòng đã không còn bóng ai vú già nói đêm qua nữ quân đã khởi hành suốt đêm tới vô chung nữ quân còn để lại một câu xin nam quân cứ yên tâm nàng sẽ chăm sóc tổ mẫu vô chung là một nơi an dưỡng rất tốt sau khi từ phu nhân được đưa tới đây bệnh trạng đã dần có chuyển biến tốt lúc tiểu kiều qua đó tinh thần của bà cũng khá hơn rất nhiều nửa tháng sau tin chu thị qua đời được đưa tới từ phu nhân được tiểu kiều đỡ ra đình viện tàn bộ. Khi biết được tin, bà trầm mặc một lúc rồi nói, người hồ đồ cũng là người đáng thương. Chương 155. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Tang lễ kéo dài khiến người ta một ngạt cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi trở lại, tiểu kiều thay bộ tang phục cho Phi Phi, tắm rửa sạch sẽ cho con rồi ôm bé ngồi trên giường lắc chống bỏi, dụ dỗ bé bò về phía mình lúc hai mẹ con đang chơi thì ngụy tiểu tiến vào trên người vẫn còn mặc tang phục phi phi nhìn thấy phụ thân miệng ê a à hai tiếng rồi bắt đầu quay người bò về phía hắn Bò đến bên giường tiểu kiều sợ con ngã sắp nên định ôm về lại nhưng mà ngụy tiểu đã bước nhanh đến gần vừa tiếp được phi phi đã bế bổng con lên giơ cao lên trời bây giờ phi phi cũng gan lớn lắm rồi được phụ thân ôm lên như vậy cũng không hề thấy sợ cô bé còn bật cười khanh khách Ngụy Tiểu ôm nữ nhi chơi đùa một lúc rồi giao bé lại cho Xuân Nương. Xuân Nương ôm bé ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại mỗi Tiểu Kiều và hắn, cởi bộ tăng phục bên ngoài ra, hắn bỏ lên giường, ôm xiết nàng vào ngực. Man man, những ngày qua đều nhờ vào nàng cả, khổ cực cho nàng rồi, cũng khiến nàng tuổi thân. Tăng sự với đủ thứ lễ nghi rắc rối và phiền phức. Thân là hiếu tử, những ngày qua hắn bận biểu đến mức không có thời gian ngủ, hôm qua cũng thức suốt một đêm, lúc này đây giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp. Hắn không ngừng hôn lên vầng trán nõn nà của người kia, vành tai xinh xắn, tâm tình thủ thị ở bên tai. Tiểu Kiều dựa vào trong ngực hắn, ngước mắt lên nhìn như có điều suy nghĩ. Đôi mắt của hắn hẳn rõ đầy tia máu, ngoài vẻ mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc ra, còn có cả cảm kích và hổ thẹn. Tiểu Kiều mỉm cười, thiếp không khổ gì cả, cũng không tuổi thân gì, thiếp chỉ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình mà thôi may mà quân dân cùng chung mối thù, binh lính tộc Khương đến cứu viện đúng lúc, nhờ thế mới có thể kiên trì chờ đến lúc phu quân quay trở về. Ngụy Thiệu đưa tay lên nhẹ nhàng vén phần tóc mai rũ trên vầng trán, chăm chú nhìn nàng, giọng nói khàn khàn đầy thương tiếc, ta nghe nói, ngày ấy nàng hôn mê bất tỉnh ở thượng cốc, còn chưa kịp thở dốc được một hơi, mấy ngày nay lại phải lo thu xếp tang sự của mẫu thân. Buổi tối cứ giao phi phi cho Xuân Nương chăm sóc, nàng nghỉ ngơi đi đã. Tiểu Kiều đáp lại, phu quân cũng vậy nhé. Những ngày qua, thiếp biết chàng còn mệt mỏi hơn thiếp nhiều. Nếu không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm chút. Man man, có thể lấy được nàng là điều may mắn nhất của ta. Có lẽ hắn cũng mệt lắm rồi, sau khi nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi ngay, tiểu kiều nghe được câu lẩm bẩm bên tai mình của hắn. Ngụy thiệu ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm giường rũ xuống, chiếu vào trong mạn giường sáng trưng, hơi trói mắt, bên tai loáng thoáng tiếng nhũ mẫu và hầu gái chơi đùa với phì phì trong viện. Tiếng cười của phì phì cao vút, không buồn không lo, giống hệt như ánh mặt trời long lanh rực rỡ, làm cho lòng người ta cũng bất giác yêu đời. Khóe môi ngụy tiệu hơi nhếch lên, nhắm mắt lắng nghe tiếng nữ nhi của mình cười khanh khách, hắn sờ sang bên cạnh, đã không còn hơi ấm. Ngụy tiệu mở tròn mắt ra, xoay mình xuống đất, sau một hồi vươn vai giãn gân cốt thì đứng dậy mặc quần áo, mở cửa ra ngoài. Tiểu Kiều đang đứng bên cạnh trụ lớn chạm trù nơi hành lang đình viện, trò chuyện với mấy vú già quản sự đang báo cáo, nghe thấy tiếng bên này, nàng quay đầu nhìn thấy Ngụy Tiểu vừa mở cửa, Tiểu Kiều vội đuổi các quản sự đi ngay, mình đón hắn, sau khi sai người mang khăn bưng nước, hầu hạ hắn rửa mặt xong xuôi, nàng tự tay cầm xiêm y, giúp hắn mặc quần áo. Bên cạnh đã không có người ngoài, Ngụy Thiệu bèn nói nhỏ, sáng sớm nàng dậy khi nào vậy? Ta cũng không hề biết. Tiểu Kiều đáp, cũng giống mọi ngày thôi. Ta thấy chàng ngủ say quá nên mới không gọi chàng. Nàng vừa nói vừa cúi đầu buộc đai lưng cho hắn. Bàn tay hắn đặt phía sau lưng nàng, từ từ vuốt ve, dần dần đi xuống, cuối cùng vòng quanh vòng eo nhỏ, một tay khác hắn kéo dây lưng mà nàng mới buộc vào, quăng bừa sang một bên, sau đó ôm chặt lấy người kia, ép khuôn ngực mềm mại của nàng dán sát vào lòng mình. Man man, hắn thấp giọng gọi nàng, lắt nhất hôn lên khuôn mặt nhỏ, vành tai và tóc mai vấn vít. Tiểu kiều kéo bàn tay của hắn trên eo mình, nói nên sang chỗ tổ mẫu rồi đó. Ngụy thiệu sờ sờ mũi, được. Tiểu kiều khẽ cười rồi lại cúi người buộc đai lưng, vòng quanh eo Ngụy thiệu, nàng bảo hôm qua thiếp có gặp công tôn tiên sinh, nghe nói vài ngày nữa chàng lại định đi à. Ngụy thiệu gật đầu, bây giờ tình hình ở phía nam trường giang hỗn loạn không tả xiết, chưa hầu lập hiệu, Trần Anh làm loạn, mặc dù Lang gia đã sụp đổ nhưng Lưu Diễm lại nhân lúc tộc Hung Nô quấy rối mà chạy trốn, kéo lại chốt hơi tàn. Lần này ta dẫn binh, phải tranh thủ khi quân tâm của Hung Nô tan rã, truy kích bọn chúng lùi ra xa sông Tăng Kiền ngàn dặm, diệt hết tinh nhuệ của bọn chúng, xóa sạch chí khí hết hoàn toàn. Trận chiến lần này tộc Hung Nô tổn hại gần 10 vạn nhân mã, tổn thất khá nặng nề, trải qua lần thất bại hôm nay, ta đoán chỉ ít trong vòng 1, 2 năm tới. Tộc Hung Nô không còn có suy nghĩ xuôi nam, ta cần phải nắm chắc cơ hội này, nhanh chóng bình định phía nam, đợi đến khi Trung Nguyên quy nhất, thiên hạ một lòng, ngày sau sẽ cùng tộc Hung Nô. Đột nhiên Ngụy Thiệu hơi ngừng lại, nhìn Tiểu Kiều chăm chú, trong ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng, ta không thể ở nhà cùng nàng được, nàng có trách ta không? Duệ một tiếng nhẹ nhàng vang lên, Tiểu Kiều buộc đai lưng thật chặt, nàng ngắm một lúc rồi ngước mắt lên cười, nam nhân có chuyện của nam nhân thiếp cũng có việc riêng của mình mà, há có thể vì thế mà trách chàng. Chàng ăn gì đi đã rồi mình qua tổ mẫu. Mấy ngày trước cuối cùng từ phu nhân cũng trở lại ngư dương. Trải qua một thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe của bà đã dần dần hồi phục, tinh thần cũng rất tốt, thấy hai người đến, bà vội cho họ ngồi rồi hỏi ngụy Thiệu những chuyện liên quan đến tình hình rối loạn ở phía Nam. Biết chuyện lục mưu tướng quân ngăn cản Trần Thiên Vương quay về trường Giang Bắc, nhờ đó mới có thể áp chế được tình hình khủng hoảng lương thực không dứt của lưu dân. Bà nói với Tiểu Kiều, phía Bắc có đệ đệ cháu lĩnh binh lính tộc Hương giúp quân dân ta chống lại tộc Hung Nô, phía Nam có lục mâu tướng quân dốc sức để bình định lòng người. Tiểu gia nhà cháu có hai nhân vật anh hùng như thế đấy, đáng được tán dương. Tiểu Kiều đáp, tổ mẫu quá khen rồi, chẳng qua chúng ta sinh giữa thời loạn lạc, đông dân đói khổ, thay vì chỉ lo cho thân mình, họ biết phải giúp người thiên hạ, nào dám xưng anh hùng đệ đệ và tỷ phu của con chỉ gắng làm hết sức mà thôi. Từ phu nhân nhìn nàng một lát rồi than thở, cháu làm cái gì cũng tốt cả, chỉ có cái đã chịu đựng quá nhiều. Hiểu chuyện thì tốt đấy, nhưng con bé này hiểu chuyện đến mức khiến lòng bà nhói đau. Bà chuyển hướng sang ngụy tiểu, lần này thượng cốc bị bao vây, nếu không nhờ thê tử của cháu nghĩ ra cách mượn trợ lực từ binh lính tộc Hương, nếu không phải con bé ở lại thượng cốc đồng sinh cộng tử để khích lệ quân dân, chờ cháu dỡ binh quay về nói không chừng ngư dương đã bị tộc hung nô đánh bại cháu nên làm gì không cần ta nhiều lời nữa chứ ngụy thiệu nhìn tiểu kiều một chút sau đó bái lạy từ phu nhân hắn nói tổ mẫu dạy bảo tôn nhi ghi nhớ từng chữ ở trong lòng từ phu nhân gật đầu nói với tiểu kiều lần này thượng cốc được giải vây nói cháu là công thần đầu tiên cũng không hề quá đáng cháu có tâm nguyện hay mong muốn gì không cứ nói với tổ mẫu tổ mẫu sẽ đứng ra làm chủ, giúp cháu được thành toàn. Tiểu Kiều cũng quỳ trước mặt bà, cung kính dập đầu với tổ mẫu, sau khi ngồi thẳng dậy, nàng nói có lời vàng ngọc của tổ mẫu, vậy cháu cả gan muốn xin bà một chuyện. Từ phu nhân mỉm cười, nói đi, không cần lo lắng. Tiểu Kiều nói, mấy tháng trước cháu nhận được thư của phụ thân, mặc dù câu chữ ất lạc quan, nhưng trong lòng cháu vẫn không bớt lo âu. Nếu như tổ mẫu và phu quân đồng ý, cháu muốn đưa Phì Phì về Đông Quận ít ngày. Cháu biết tổ mẫu rất yêu quý Phì Phì, đáng nhẽ không nên để bà xa con bé, hú ngủ tổ mẫu vừa mới qua cơn bệnh, cháu nên ở bên để tận hiếu với bà. Trinh cháu cũng biết yêu cầu này quá đáng. Ngụy Thiệu lấy làm kinh hãi, hắn vội quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, thấy hai mắt nàng trông ngóng nhìn sang hướng từ phu nhân, vẻ mặt đoan trang. Bất xác Ngụy Thiệu muốn mở lời phản đối, không ngờ từ phu nhân đối diện đã gật đầu ương thuận, được. Ngụy thiệu sướng sờ nhếch miệng lên, ngừng lại. Từ phu nhân nói, Thanh Châu Lang gia đều sụp đổ, bây giờ toàn cảnh sơn đông có thể nói là bình ổn an hòa, cháu có thể đi. Phụ thân cháu chỉ ở có một mình, hai mắt lại bất hạnh mù đi, dù ngoài miệng không nói nhưng nhất định trong lòng cũng rất thương nhớ cháu, huống chi từ khi phì phì sinh đến nay, phụ thân cháu cũng chưa được ôm ấp con bé lấy một lần, bây giờ ta đã khỏe nhiều rồi, hiện tại cũng chẳng có việc chi, cháu cứ yên tâm dành thời gian ở bên chăm sóc phụ thân cháu, làm tròn đạo hiếu. Tiểu Kiều dập đầu cảm tả từ phu nhân. Từ phu nhân mỉm cười, ra hiệu cho nàng đứng dậy, thấy Ngụy Thiệu trông vẫn còn lo lắng, bà nói: "Cháu có rảnh lắm không? Nếu rảnh thì tạm gác việc đã, đưa thê tử của cháu về Đông quận trước đi." Đàm Yên đang lành sao đột nhiên nàng lại về Đông quận. Vào phòng mình, Ngụy Thiệu vội vàng cho mọi người lui ra, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Lần trước sau chuyện ở Duyện Châu, hai mắt phụ thân thiếp bị độc thiếp chỉ mới chăm sóc ông mấy ngày đã vội vã quay trở về ngư dương, trong lòng vẫn thấy luôn áy náy. Bây giờ mọi chuyện ở bên này yên ổn, không lâu nữa chàng cũng phải đi rồi, tổ mẫu nhân từ không cần thiếp ở bên tận hiếu, thiếp muốn về đông quận ở ít ngày. Tiểu Kiều ngồi một bên mép giường, vừa cúi đầu xếp tã cho phì phì, vừa giải thích. Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên hắn bước lên một bước, ngồi xuống bên cạnh nàng ôm chặt. Nàng đang giận ta có phải không? ngày ấy lui binh đúng là ta sơ sót, trong lòng chỉ muốn đánh đuổi tộc hung nô mà không kịp ghé qua hỏi thăm nàng. Sau đó mẫu thân ta có chuyện, lúc đó ta đã không quan tâm đến cảm nhận của nàng. Có phải nàng giận ta lắm không? Tiểu Kiều lắc đầu, ta không hề tức giận. Vậy nàng đừng về đông quận nữa, ta không muốn nàng về. Ngụy Thiệu ôm lấy nàng thật chặt, như một đứa trẻ bị người ta cướp đi món đồ yêu thích nhất. Bỗng dưng hắn đẩy nàng xuống giường, Vội vàng hôn đôi môi người ấy như lấy lòng dụ dỗ, bàn tay cũng bắt đầu kéo vạt áo của nàng. Một lát sau, hắn dần ngừng lại, vùi mặt vào hõm vai của nàng, giọng nói buồn rầu lẫn bi thương, nàng vẫn giận ta. Nàng muốn ta phải làm thế nào mới bằng lòng ở lại? Man man nàng nói cho ta biết đi. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, ta không đi nữa nhé, ta sẽ ở nhà, dành nhiều thời gian ở bên nàng, có được không? Hắn nhẹ nhàng lay lay bờ vai đó chẳng khác nào làm nũng. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, cười nhẹ. Phu quân, thiếp không giận chàng mà. Chúng ta làm phu thê cũng đã được mấy năm, từ đó đến nay có thể nói là gặp gành chắc trở. Thiếp biết chàng cũng có khó khăn, nhưng thiếp không dối chàng, thật ra thiếp cũng không hề dễ. Ngụy Tiểu chố mắt, Tiểu Kiều nhắm chặt hai mắt lại, hàng mi dài hơi run run một chút, hít một hơi thật nhẹ. Cảm giác của thiếp hôm nay đã thoải mái hơn nhiều, nhưng không biết tại sao lại thấy hơi mệt mỏi. Tổ mẫu cho phép thiếp làm càn, thiếp cũng muốn nghe lòng mình một lúc. Thiếp muốn về đông quận, ngoài thăm hỏi phụ thân của thiếp ra, A à, tỷ của thiếp cũng ở nhà, thiếp muốn ở lại ít ngày. Hy vọng phu quân đừng ngăn cản. Tiểu Kiều nhìn hắn từ từ nói. mươi 156 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Cuối tháng, Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều qua Hoàng Hà, rốt cuộc cũng tới được Duyện Châu, không đến 2 ngày, đường tới Đông Quận chỉ còn cách mấy chục dặm đường, nửa ngày nữa là đến. Vào giữa trưa, Ngụy Thiệu cho dừng xe nghỉ lại ở bóng dâm ven đường, mấy hộ vệ đi theo đều có phần thả lỏng, Xuân Nương và Nhũ Mẫu dẫn phì phì xuống xe uống nước cho thoáng gió. Ngụy Tiểu quay đầu lại, hắn liếc nhìn Tiểu Kiều đang ngồi trên xe ngựa, Ngụy Thiệu xuống ngựa gõ gõ vào thùng xe, sau đó kéo cửa xe ra, nói vào trong, ngồi cũng lâu rồi, nàng xuống đây đi qua đi lại cho giãn gân cốt đã. Tối nay có thể tới được Đông quận rồi, nghỉ chân một lúc cũng không chậm trễ đâu. Tiểu Kiều khom lưng ra khỏi xe, Ngụy Thiệu nắm chặt cánh tay nàng, đỡ nàng đi xuống. Nàng đứng ven đường nhìn ra xa, Ngụy Thiệu cũng đi theo cầm một túi nước mở nắp ra. Tiểu Kiều nhận lấy uống hai ngụm, sau đó quay đầu nhìn hắn nở nụ cười. Ánh mặt trời giữa trưa khiến đôi mắt của nàng thêm lấp lánh, trên trán và chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn cũng trở nên hồng hào khuôn mặt tựa phù dung, thần sắc tươi tắn. Thật ra Ngụy Thiệu cũng nhận ra, trong những ngày gần đây, càng tới gần đông quận, tâm trạng của nàng càng thoải mái. Cũng chính vì thế lòng hắn lại càng thêm mất mát, tranh lệch rõ ràng. Hắn nhìn mái tóc mai của nàng bị gió thổi tung bay, hơi nhếch mép lên như đáp lại, ngửa cổ ngậm lấy miệng túi nước mà nàng vừa mới uống, ừng ực, uống hết mấy ngụm liền. Hầu kết trượt lên trượt xuống. Có lẽ vì hắn uống quá nhanh, bỗng nhiên còn bị sặc một cái ho khan dòng nước chảy dọc từ miệng túi làm ướt hết phần cổ áo tiểu kiều đang cầm khăn lau mồ hôi trên trán nghe tiếng hắn ho khan nàng quay đầu thấy thì vội vàng vỗ nhẹ sau lưng hắn ngụy Tiểu cúi người ho hai tiếng sau khi dừng lại hắn phất tay rồi chậm rãi đứng lên tiểu kiều lau khô vệt nước trên cổ áo nhẹ giọng nói có ai dành với chàng đâu uống gấp thế làm gì ngụy Tiểu không nói gì đứng yên không động đậy chỉ cúi đầu nhìn nàng như thế. Lần thứ hai Tiểu Kiều nhìn về hướng thành trì Đông Quận, nghĩ một hồi lại quay đầu nói với hắn, Đông Quận đã ở trước mặt rồi, cả đoạn đường phiền phu quân hộ tống, nếu chàng có việc bận thì dừng lại ở đây thôi, thiếp tự vào thành cũng được mà. Ngụy Tiểu đáp, đã đến đây rồi, để ta đưa nàng và Phi Phi về nhà, hai người đến nơi ta mới đi. Tiểu Kiều ngẩn ra, ánh mắt khẽ chuyển, ngước mắt lên nhìn hắn nàng thấy hắn hơi quay mặt sang, vẻ mặt như hơi mất tự nhiên, tránh né sự chú ý của mình. Nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, khóe môi nàng cong lên nhè nhẹ, dịu dàng nói, vậy thì tốt quá. Đa tạ phu quân, ngụy Thiệu gật đầu bừa một cái, xoay người bước nhanh đi. Nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Kiều ôm phì phì lên xe ngựa, đoàn người khởi hành một lần nữa. Ngụy Thiệu cưỡi ngựa, kè kè bên cạnh xe Tiểu Kiều. Nửa ngày sau, khi trời sắp tối, rốt cục họ cũng tới được ngoài cửa thành đông quận. Lúc này ngoài cửa thành đã khóa, quý thành môn một nhìn thấy một đoàn xe dừng lại phía bên ngoài, sau khi hỏi chuyện, hắn biết là nữ quân về nhà thăm phụ mẫu, vội vàng sai người mở cửa lớn đón chào, sau đó lại nhanh chân cho người đến phủ thứ sử đưa tin. Một quý thành môn, quan úy trong cửa thành. Ngụy thiệu để mấy người lôi viêm chờ tạm mở ngoài thành, hắn tự mình cưỡi ngựa, tiếng lóc cóc khi móng ngựa xài bước trên mặt đất, đi qua cổng thành hình mái vòm đông quận, thẳng tới phủ thứ sử. Sau biến cố lần trước, để bảo đảm an toàn, ở đông quận thực hiện lệnh cấm người đi lại ban đêm. Đến nay lệnh cấm đó vẫn chưa được dỡ bở, sau khi trời tối, dân chúng đều cùng nhau đóng cửa, bây giờ trên đường lớn đã không một bóng người, chỉ có quân sĩ đi tuần tra ban đêm lấp ló phía đầu đường. Kiều ra bây giờ lại đèn đốt sáng choang. Kiều Bình nghe tin Ngụy Thiệu đưa nữ nhi về đến tận Đông Quận, còn dẫn theo cả ngoại tôn nữ của mình, sau một lúc vui mừng ngỡ như điên, trong lòng ông cũng thấy hơi kinh ngạc, có điều ông chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng bảo quản sự đi ra ngoài đón tiếp, sau đó lại cho người thông báo với đinh phu nhân và cả nhà đại kiều, cuối cùng ông mới vội vội vàng vàng dẫn người ra cửa chính, ngóng trông chờ đợi. Rất nhanh sau đó, đinh phu nhân và đại kiều tới nơi, cùng Kiều Bình đứng chờ Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu về nhà. Đợi chờ trong chốc lát, ở cuối ngã tư đường ngay bên ngoài cửa lớn, dần dần xuất hiện mấy đốm lửa lập lòe, cùng với đó là tiếng xe ngựa càng lúc càng nghe rõ. Quản sự được Kiều Bình phái ra ngoài nhanh chóng sách đèn lồng chạy lại, thở không ra hơi nhưng vẻ mặt lại dạng rỡ ý cười. Ông reo lên, quận công, đúng là cô ra rồi. Cô ra tự mình đưa nữ quân trở về. Nữ quân về rồi, cô ra đưa nàng về. Tảng đá trong lòng Kiều Bình cuối cùng cũng buông rơi xuống đất, đinh phu nhân bên cạnh và đại Kiều cũng vui mừng hân hoan. Ai cũng biết ngụy Thiệu căm hận Kiều ra như thế nào, bây giờ hắn lại tự mình đưa Tiểu Kiều về nhà, điều đó quả thực khiến người ta mừng rỡ. Đại Kiều thấy Kiều Bình không thể chờ đợi nổi muốn đi xuống cầu thang, nàng vội vàng tới đỡ. Xe ngựa còn chưa ngừng lại hẳn, Tiểu Kiều đã chui ra khỏi xe. Ngụy thiệu nhảy xuống ngựa, nửa ôm nửa đỡ dìu nàng xuống, lúc buông tay ra, hắn yên lặng nhìn về phía nam nhân trung niên đó đang bước nhanh xuống bậc thang trước cửa lớn đón nàng. Hắn đứng yên tại chỗ, không đi tới phụ thân mấy bước cuối cùng tiểu kiều chạy ùa sang nắm chặt lấy hai tay kiều bình nương theo ánh đèn lồng ngoài cửa nàng thấy sắc mặt của phụ thân khá tốt trong lòng càng mừng hơn man man về rồi đinh phu nhân đi tới vẻ mặt tươi cười bá mẫu a à tỷ tiểu kiều buông kiều bình ra quay sang chào hỏi đinh phu nhân và đại kiều ai ai cũng cười vui tít mắt xuân nương ôm phi phi đã ngủ say từ trên đường bước lại đinh phu nhân cũng biết phì phì đã ngủ rồi bà thương cháu không nỡ vén chăn ở ngoài đường nhìn thử thế nên bà vội gọi vú già dẫn mấy người xuân nương đi vào thu xếp trước sau một hồi hò hét loạn sĩ ngay trước cửa kiều bình đưa tay ra lần mò trong không khí tiểu kiều mới vội nắm tay ông nghe nói nữ tế hai cũng tới hắn đâu rồi kiều bình mỉm cười hỏi hai nữ tế con rể tiểu kiều ngước mắt nhìn về phía bóng người đứng cách đó không xa trong lúc trần chờ, Kiều Bình đã nói, man man, con dẫn phụ thân tới đó. Tiểu Kiều hơi ngừng lại, rốt cục nàng vẫn dẫn phụ thân, chậm rãi bước tới trước ngụy Thiệu. Phụ thân của thiếp, Tiểu Kiều nhẹ giọng nói với hắn. Ngụy Thiệu nhìn sang nam nhân trung niên với khuôn mặt gầy gò đang đứng cạnh Tiểu Kiều, dường như có mấy phần tương tự. Trong lúc hắn trần trừ suy nghĩ, Tiểu Bình đã đi về phía trước một bước, nắm chặt hai tay hắn đầy chuẩn xác. Ông cười vang nói lại, ta vẫn ngóng trông có thể gặp mặt nữ tế được một lần, rốt cuộc hôm nay cũng có dịp, lòng ta thấy rất vui. còn mau vào theo ta, buổi tối ta bày mâm tiệc rượu, hai người chúng ta không say không nghỉ nhé. vốn ngụy tiểu không hề có ý muốn nghỉ lại qua đêm, vì thế lúc hắn vừa vào thành mới bảo bọn lôi viêm đứng đợi. bây giờ đột nhiên kiều bình lại mời mọc nhiệt tình đến như thế, hắn sững sờ một chút, khoe miệng khẽ nhếch lên, bất giác nhìn sang tiểu kiều ngay bên cạnh đôi mắt nàng nhìn mình ngậm ý cười, chữ, không, đến miệng vẫn không thể nói ra. Man man, nữ tế không tới một mình chứ, tùy tùng của hắn đâu. Kiều Bình hỏi, vẫn còn ở ngoài thành cả, Tiểu Kiều đáp, Kiều Bình nhíu mày, không vui nói, họ đã lặn lội đường xa đến được đây, trên đường bao khó khăn khổ cực, về tới nhà sao con lại để người ta đứng ngoài thành. Ngụy Tiểu vội nói, nhạc phụ đừng trách man man. Hắn buột miệng nói thẳng sau đó mới giật mình kinh ngạc hình như hắn đã gọi to tiếng nhạc phụ ngay trước mặt nam nhân kiều ra này ngụy thiệu ngừng một chút rồi vô thức đưa mắt nhìn tiểu kiều thấy nàng cũng đang trợn to mắt nhìn mình trong lòng hắn bỗng run lên một cái hắn không kịp nghĩ nhiều đã nói ngay là con sai người chờ ngoài thành ở lạc dương vẫn có chuyện cần làm vốn con định đưa hai mẹ con man man về đến nhà sau đó sẽ khởi hành cả đêm kiều bình nói nếu con có việc gấp như thế ta cũng không ép buộc nhưng mà cũng đã tới nhà rồi chẳng lẽ lại không vào. Còn nghỉ ngơi một đêm thôi, ngày mai lại đi cũng là không muộn. Ngụy Thiệu lại nhìn sang Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhẹ giọng nói, nếu phu quân không gấp, hay là cứ nghỉ lại một đêm. Mấy người lôi tướng quân cũng mệt mỏi lắm rồi. Rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng gật đầu, cũng tốt. Tiểu Bình mừng rỡ, vội quay đầu sai người đi nghênh đón tùy tùng của Ngụy Thiệu vào thành, sắp xếp trong dịch xã, đích thân ông dẫn Ngụy Thiệu vào nhà. Ngụy Tiểu cũng xài bước đi theo, tới dưới bậc thang cửa lớn, hắn cho tay nâng cánh tay Kiều Bình, nhẹ giọng nhắc cẩn thận, sau đó hắn dắt ông lên. Lôi viêm đứng chờ ở ngoài thành, đợi một lúc lâu, thấy có người đi ra từ phía cổng, vốn còn tưởng người đó là quân hầu, không ngờ lại là sai vặt của Kiều Gia Gia, người nọ cung kính hành lễ, nói tối nay quân hầu qua đêm ở Kiều Gia, bảo họ vào thành nghỉ ngơi trong dịch xá. Đám người lôi viêm vất vả suốt đoạn đường, vốn cũng buồn ngủ lắm, chỉ có điều quân hầu đã ra lệnh như vậy thì vẫn phải nghe theo. Họ đành chuẩn bị để đi đường suốt đêm. Bây giờ đột nhiên lại nghe tin tức đó. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Đoàn người lọc cọc đi vào thành tới dịch sáng nghỉ chân. Đêm đó, Kiều Bình mở tiệc rượu đối ẩm với Ngụy Thiệu. Lúc đầu Ngụy Thiệu còn từ chối, nhưng mà nhạc phụ nhiệt tình quá, dần dần hắn cũng xuôi theo uống hết từng ly vào trong bụng. Tiểu Kiều thu xếp cho nữ nhi của mình đi ngủ xong, thì lại sang xem Lý Nhi bây giờ đã được 3 tuổi rồi, sau đó nàng tạm biệt Đinh Phu Nhân và Đại Kiều, đến giờ Tuất mới trở lại khuê phòng, thế mà Ngụy Thiệu vẫn chưa về. Nghĩ đến chuyện hắn và phụ thân còn cùng nhau đối ẩm, có lẽ cũng hơn một giờ rồi, mắt phụ thân bị bệnh, thật ra không nên uống nhiều rượu thế này, nàng thấy không yên lòng nên đi tới gian lương xá mà hai người nghỉ lại, vừa đi qua đã thấy cả hai say mềm rồi. Nàng nghe phụ thân ở bên kia lầm bẩm, man man nhà ta, không phải ta khoe khoang gì đâu, con bé vừa xinh đẹp lại hết sức thông minh, có lẽ rất ít người sánh kịp, lúc nó mới 10 tuổi, có rất nhiều người muốn tới tổ hôn, cửa lớn suýt nữa bị đạp phá. Ngụy Thiệu, dầm, một tiếng thả ly rượu trong tay, ai dám cướp với con. Đành đá ghê cơ mặt cười. Tiểu Kiều vội vàng đi lên ngắt lời họ, nàng nói với Kiều Bình, phụ thân say rồi đó, đi nghỉ ngơi thôi. Sau đó nàng gọi người đem dìu phụ thân về phòng. Rốt cục hôm nay Kiều Bình cũng gặp được Ngụy Thiệu, thấy hắn tự mình đưa nữ nhi quay trở về Kiều gia, lại còn gọi mình là nhạc phụ, ông cũng biết được rằng, khúc mắc trước đó giữa hai nhà đã hoàn toàn xóa bỏ, tâm tình vui sướng trước nay chưa từng có, uống rượu càng hứng chí nhiều hơn, lúc này đây cũng mấy phần chuyến choáng, nghe thấy tiếng con gái, ông bật cười ha ha, cũng không khăng khăng nữa, để mọi người đỡ dậy. Hình như Ngụy Thiệu cũng đã say lắm rồi, hắn thấy Tiểu Kiều bước lại đây thì lảo đảo đứng lên, Tiểu Kiều vội vàng đỡ lấy hắn, cả người hắn nghiêng sang nặng trịch, nàng sợ mình bị hắn đè ngã, thế nên vội vàng gọi mấy người tới giúp. Cuối cùng cũng tới được cửa phòng, siêu vẹo dìu hắn tới trước giường, mới buông lòng tay một cái, Ngụy Thiệu đã ngã, dầm, lên trên. Chương 157. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Ngụy Thiệu cũng không biết tại sao mình lại say bí tỉ đến như thế. Trước tối hôm đó, hắn càng không biết được hóa ra ngưỡng cửa kiều ra ở đông quận cũng không phải ranh giới mình không thể vượt qua như những gì đã hình dung trước đó. Một tiếng, nhạc phụ kia sau khi thốt ra rồi cũng không phải khó kêu. Tất cả mọi chuyện đều trở thành một lẽ đương nhiên như thế. Khi hắn được tiểu kiều đưa về phòng, ngả người lên chiếc giường mềm nhũn trong lòng hắn cũng lờ mờ nhận ra, căn phòng này chính là khuê phòng mà tiểu kiều từng ở trước khi gả cho hắn. Là căn phòng thoang thoảng mùi hương đã chứng kiến quãng thời gian thiếu nữ của nàng mà hắn không thể nào tiếp cận điều đó khiến hắn càng say sưa hắn nhắm mắt lại mơ mơ màng màng bên tai loáng thoáng giọng nói nhẹ nhàng của nàng và xuân nương cảm giác được nàng đang ngồi bên cạnh hắn dùng chiếc khăn ướt lau mặt và lòng bàn tay cho mình giống như một hành giả mang gánh nặng trên lưng một mình lẻ loi độc hành trên đường vắng rồi cho đến đêm nay rốt cuộc hắn cũng về điểm cuối dù cho cả người lấm bụi trần mệt mỏi không nguôi nhưng ở nơi kết thúc có nàng đợi chờ ở bên mình làm bạn như ngày ấy bỗng nhiên biết tin nàng phải về đông quẩn cảm giác bất an như thể sẽ bị nàng vứt bỏ cứ quanh quẩn dây dứt trong lòng hắn khiến ăn ngủ không ngon vào đúng lúc này đây bỗng nhiên nó cũng bay mất dạng trong lòng hắn cảm thấy yên ổn và no đầy cả người từ trong ra ngoài đều hoàn toàn thả lòng cứ thế đã ngủ tiếp được ngay ngày kế tiếp ngụy tiệu ngủ thẳng tới khi trời sáng mới tỉnh rượu hắn mở mắt ra tấm màn gấm bằng vải mềm nhũ đỏ bạc trên đỉnh đầu đập thẳng ngay vào mắt màn che buông phủ, dây buộc rèm hình túi thơm màu tím thả lửng lơ, trong túi hương tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, hòa quyện với bó cúc tím được cắm trong bình sứ trắng trên bàn trà bên cửa. Hắn từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, đánh giá cách bày biện tao nhã trong khuê phòng của nàng, sau đó mới mở cửa đứng dậy, mấy vú giả bên ngoài theo xuân nương đi vào hầu hạ hắn. Nữ quân đâu? Ngụy Thiệu hỏi. Hôm nay sắc trời rất tốt, tiểu nữ quân không muốn ở trong phòng, nên nữ quân dẫn cô bé ra ngoài vườn để chơi. Tỷ đi gọi nữ quân lại nhé. Ngụy Thiệu nói không cần, hắn lặng lặng đi sang tìm nàng, qua hết khúc hành lang, loáng thoáng có tiếng cười bay theo làn gió tới. Hắn đứng trước khung cửa của vườn hoa, qua cánh cửa được điêu khắc chạm trổ, hắn nhìn thấy Tiểu Kiều và một phụ nhân còn khá trẻ có lẽ chỉ hơn nàng một chút, người này tối qua cũng ra cửa đón hắn, bây giờ hai người đang sóng vai cùng nhau ngồi dưới một bóng cây, trước chân có trải một tấm lót, vì vì vui vẻ bỏ phía trên ngồi đối diện là một nam đồng khoảng chừng hơn ba tuổi vây quanh còn có thêm bốn năm vũ giả ngụy thiệu nhận ra phụ nhân trẻ tuổi đó chính là a tỷ của nàng đại kiều hắn thấy tiểu kiều dựa vào nàng rất sát trông cực kỳ thân mật hình như hai người đang thì thầm gì đó không biết họ đang nói chuyện gì mà khiến nàng cười nghiêng cười ngả té lên người đại kiều ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên tán lá rơi trên khuôn mặt và cơ thể tiểu kiều đôi mắt của nàng càng sáng rực tiếng cười như chuông bạc ngân vang, mặt tươi như hoa nở. Chỉ trong chớp mắt đó, Ngụy Thiệu nhận ra trong nụ cười của nàng ẩn hiện một cảm giác không buồn không lo mà chỉ khi phi phi cười lên mới khiến người ta vô thức cảm nhận nó. Nàng đã sống cùng hắn được mấy năm, hắn thích nàng hiểu chuyện dịu dàng như nước ấm, nhưng cho tới lúc này đây, lần đầu tiên hắn mới biết được rằng, hóa ra nàng cũng có thể cười vui hoạt bát rực rỡ đến nhường này, tràn ngập thần thái như của tiểu nữ nhi. Ngụy Thiệu đứng sau ô cười một lúc lâu, lặng lặng nhìn nàng mà không bước gần thêm. Ăn cơm chưa xong, nhóm người lôi viêm đã tới chờ trước ở bên ngoài kiều phủ. Ngụy Tiểu cũng chuẩn bị lên đường. Tiểu Kiều đưa hắn ra bên ngoài, cuối cùng dừng lại bên mạn tường. Ngụy Tiểu ôm lấy phì phì, thơm hai má con một vài cái, lưu luyến không rời. Tiểu Kiều cười nói, phu quân đừng lo lắng, thiếp sẽ chăm sóc cho phì phì thật tốt. Ngụy Tiểu nhìn con bé thật kỹ, ánh mắt hết đỗi dịu dàng, Cuối cùng hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc con mềm mại, giao bé lại cho Xuân Nương, sau đó ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Tiểu Kiều, muốn nói lại thôi. Phu quân muốn căn dặn gì sao? Tiểu Kiều mỉm cười nói. Ngụy Thiệu nhìn chăm chú, nàng mới về cứ an tâm ở lại lâu một chút. Nếu ta rảnh rỗi sẽ tới đây thăm nàng và Phi Phi, lúc nào muốn về thì chờ ta, ta sẽ tự mình đưa nàng về. Tiểu Kiều hé miệng cười, "Vâng, thiếp đa tạ phu quân." chàng đánh trận nguy hiểm, nhớ phải bảo trọng lấy mình. Nàng nhìn hắn nghiêm túc rồi nhẹ nói. Ngụy Thiệu gật đầu, ngón tay hơi động đẩy, cánh tay định đưa lên lại nghe Tiểu Kiều nói, tối hôm qua thiếp rất đa tạ chàng. Thiếp biết đã rất lâu rồi phụ thân thiếp chưa từng thoải mái được như thế. Ngụy Thiệu trầm mặc trong chốc lát, hai mắt nhạc phụ đã bị mù, nhưng ông lão hứa bạch thạch đương thời vẫn có thể chữa được. Ta sẽ mau chóng phái người đi hỏi thăm tin tức. Tiểu Kiều đáp, thiếp đa tạ phu quân đã nhọc lòng. Cho tới nay, mỗi khi hắn làm cho nàng điều gì đó, cho dù chuyện có nhỏ thế nào, nàng cũng không quên nói cảm ơn với hắn. Ngụy Thiệu đã quen cách nàng nói chuyện với mình như thế này, từ trước đến nay cũng không thấy có gì không thích hợp. Chẳng biết vì sao, giờ khắc này đây đột nhiên hắn lại cảm thấy rằng, nàng nói đa tả phu quân, lại trói tai đến thế. Trong đầu của hắn bỗng hiện ra nụ cười rực rỡ với má lúm đồng tiền của nàng dưới bóng cây lúc nãy, hắn chần chờ một lúc rồi bước gần một chút, hạ giọng man man, "Chúng ta là phu thê mà. Sau này ở trước mặt ta, nàng muốn sao cũng được, không cần khách sáo với ta như vậy nữa, cũng không cần chuyện gì cũng cảm ơn." Hắn cảm thấy mình rất ngốc trong việc lựa chọn từ, giống như không tìm ra cách nào để biểu đạt suy nghĩ của bản thân, thế rồi hắn vội vàng ngừng lại, nhìn nàng hình như tiểu kiều thoáng ngẩn ra sau đó nàng lập tức bật cười ngước mắt dịu dàng nói được thiếp nhớ rồi kiều bình đinh phu nhân và đại kiều cùng nhau đưa ngụy thiệu ra cửa lớn ngụy thiệu mời kiều bình dừng chân đêm qua kiều bình cũng đã uống khá nhiều sáng nay mới tỉnh lại không lâu nhưng nhìn qua tinh thần ông rất tốt thần thái sán lán kiều bình cười nói hiếm khi con tới chơi đáng lẽ dù như thế nào cũng phải giữ con thêm mấy bữa nhưng mà ta nghe nữ nhi nói con có chuyện gấp ở lạc dương ta cũng không thể ép giữ người hy vọng lần tới con có thời gian thì ở lâu một chút hôm nay ta muốn đưa con ra ngoài thành ngụy thiệu vội vàng từ chối nhưng kiều bình đã quyết đinh phu nhân cười nói quân hầu bận rộn mới một đêm đã đi trước khi khởi hành mong ngài đừng phụ tâm ý của quận công quận công cưỡi ngựa hơi bất tiện ngồi xe thì không khó khăn gì xe đã chuẩn bị xong chờ sẵn ở bên ngoài rồi đấy Ngụy Thiệu nhìn về phía Tiểu Kiều, thấy nàng mỉm cười thì hắn khẽ gật đầu, không thể làm khác hơn, làm phiền nhạc phụ. Tiểu Kiều đỡ phụ thân lên xe, dặn dò quản sự đi cùng ông một lúc, nàng đích thân đứng bên cửa tiễn đưa, nhìn Ngụy Thiệu ngồi trên lưng ngựa mấy lần quay đầu lại, đoàn người dần trở nên nhỏ bé, cuối cùng mất hút cuối đoạn đường. Kiều Bình tiễn Ngụy Thiệu ra tận ngoài cửa Tây, đi thêm 10 dặm nữa. Ngụy Thiệu xuống ngựa xin ông quay về thành, Kiều Bình đành sai người dừng xe, đỡ mình đi xuống ông mỉm cười nói ta có mấy lời muốn tâm sự với con từ lâu lắm trước nay chưa tìm ra cơ hội rốt cuộc hôm qua gặp mặt nhau không ngờ hôm nay con phải lên đường gấp nhân cơ hội này ta có thể nói một chút được không ngụy thiệu đáp nhạc phụ không cần khách khí mời đi tới bên này hắn đỡ tay kiều bình dẫn ông tới bên đường lôi viêm thấy kiều bình muốn nói chuyện riêng với quân hầu hắn cho đoàn tùy tùng đi ra xa chờ đợi Ngụy Thiệu nói, nhạc phụ có gì dạy bảo thì cứ nói. Tiểu Bình quay mặt sang, để Ngụy Thiệu dẫn mình sang hướng bắc. Ngụy Thiệu không rõ, nhưng vẫn bước theo ông. Gió bắc thổi qua khoảng đất hoang, Kiều Bình bỗng quỳ hai gối xuống, dập đầu đầy cung kính, là một đại lễ rất nặng sâu. Ngụy Thiệu sướng sờ, hỏi, nhạc phụ có ý gì? Kiều Bình dập đầu xong thì đứng lên khỏi đất, trịnh trọng nói, ta thay mặt người Kiều gia nhà ta hành lễ với anh Linh đã khuất của hổ nha tướng quân và lệnh huynh đã mất, không phải muốn cầu xin họ khoan thứ, mà đại lễ vừa rồi chỉ đơn giản xuất phát từ tấm lòng của ta, nhờ có lão phu nhân, nhờ sự khoan dung của quân hầu. Ngụy Thiệu quay đầu lại, nhìn mảnh đất hoang vu minh mông rộng lớn ở phương Bắc, hắn khép môi không nói, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Kiều Bình chậm rãi nói, năm đó đầu tiên là vì sai lầm của Kiều Gia ta, khiến cho phụ tử của hổ nha tướng quân phải lâm nạn, đau cũng chưa tiêu, Vậy mà giờ đây, vì sơ suất của ta, suýt nữa lại khiến ngụy lương tướng quân phải gặp nạn, trong lòng ta vô cùng hổ thẹn, thực sự khó thể nói nên lời, quân hầu càng rộng lượng càng khiến ta không còn gì để nói, đầu tiên là trả lại đầu của huynh trưởng nhà ta, để huynh ấy được mai táng toàn thây. Nhạc phụ đừng bận tâm, ngụy tiểu khẽ nói, vốn con không phải người khoan dung gì cả. Con và người có thể đứng đây nói chuyện ngày hôm nay, tất cả đều nhờ có man man. Tiểu bình thờ một hơi thật dài. Ông nói, đây cũng điều ta muốn nói với quân hầu. Lúc trước huynh trưởng ta làm chủ, muốn lấy hôn nhân cầu hòa với ngụy gia, xóa bỏ thù oán từ năm đó, hơn thế nữa là muốn mượn thế của quân hầu, chấn áp kẻ địch rình dập xung quanh để bảo vệ Duyện Châu. Huynh trưởng ta tính toán rất chu toàn, nhưng khi đó ta lại không nỡ cho nữ nhi của mình xuất giá vội vàng như thế. Dưới gối của ta chỉ có mỗi mình nàng, sau khi mẫu thân nàng tả thế, ta không có mong muốn nào hơn, chỉ mong ngày sau con bé có thể xe duyên với một mối nhân duyên như ý nguyện, được trượng phu yêu quý, cả đời yên bình trôi qua, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của đời ta. Tình thế sau đó không phải là chuyện mà ta có thể khống chế được, ta không thể làm gì khác, chỉ có thể gả nó cho quân hầu. Ngụy Thiệu từ từ quay đầu lại, nhìn Kiều Bình chăm chú. Kiều Bình cũng không hề nhận ra, ông nói tiếp, ta cũng không muốn giấu giếm gì cả. Khúc mắc giữa hai nhà Ngụy Kiều sâu sắc đến nhường đó, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người ta, ta tự hỏi có lẽ mình cũng khó có thể đối xử tử tế với nữ nhi nhà đó. Vì thế lúc man man mới gả, có một khoảng thời gian, ta cực kỳ lo lắng. Quân hầu có chỗ còn không biết, từ nhỏ con bé đã được ta và mẫu thân nuông chiều, sau khi mẫu thân nàng bất hạnh mất sớm, ta càng thương nó như ngọc quý trên tay, với việc giáo dưỡng có phần chưa tròn phận. Sau khi ta gả con bé đi, ta còn lo nó không tròn nữ tắc, cũng không thể sống tốt với người nhà phu gia khiến ta bất ngờ là từ phu nhân lại nhân từ yêu ái đến nhường ấy trông non con bé biết bao nhiêu càng không ngờ là quân hầu lại không hề bỡn cợt ngài luôn săn sóc tỉ mỉ cho con bé bây giờ chỉ vì một câu nói của nàng quân hầu dẹp hết chính sự qua một bên tự mình đưa nó trở về nhà chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho ta quá vui mừng cũng vô cùng xấu hổ rồi cứ như thế hóa ra những nghi ngờ lúc trước của ta đều là do suy bụng ta ra bụng người mà thôi ngụy thiệu trầm mặc Tiểu Bình thở dài một tiếng, ta vốn là một người vô dụng, bây giờ lại trở nên tàn phế, sinh tử vinh nhục chẳng qua với ta cũng chỉ như mây khói phủ vân, điều duy nhất ta không sao bỏ được đó chính là nữ nhi của mình. Tính con bé nhẫn nhịn, cho dù trong lòng có buồn phiền thế nào đi chăng nữa, chưa bao giờ con bé nói với ta nửa lời, chỉ sợ khiến cho ta nóng ruột, cũng bởi vì vậy ta lại càng thương tiếc. Hôm nay ở trước mặt ta đây, cho dù hai mắt không nhìn thấy, ta không thể nhìn được khuôn mặt của quân hầu, nhưng phong thái người người và khoáng đạt của ngài ta lại cảm nhận ra. Nhân cơ hội này, ta trịnh trọng muốn gửi gắm nữ nhi của mình cho quân hầu. Ta biết quân hầu không phải vật trong ao, nếu sau này có một ngày kim lân hóa rồng, hy vọng quân hầu có thể nhớ đến tình kết tóc, thay ta che chở cho man man suốt một đời vui vẻ, ta vô cùng cảm kích. Kiều Bình nói xong thì cúi người thật thấp để vái lại Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu hoảng hốt vội vàng đỡ lấy ông. Kiều Bình đứng thẳng người, mỉm cười nói, ta chỉ đưa ngài tới đây thôi. Mong quân hầu sớm ngày bình định được thiên hạ, cho lê dân một thịnh thế thái bình. Ngụy Thiệu ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo xe ngựa của Kiều Bình dần dần biến mất trong tầm mắt, hắn bàng hoàng một lúc lâu mới quay đầu ngựa lại, đi về phía tây. Lúc chạm vảng, khoảng cách với dịch xá phía trước còn mấy chục dặm đường, nếu đi nhanh thì trước khi trời tối cũng có thể tới đó. Vậy mà Ngụy Thiệu lại càng đi càng chậm, hình như hắn đang mất tập trung lôi viêm cũng nhận ra có gì đó khác thường, mặc dù trong lòng vẫn tò mò nghi vấn lại không dám hỏi, đành giảm tốc độ theo. Cách dịch xá còn khoảng 10 dặm đường, ngụy Thiệu bỗng dừng ngựa ven đường, quay lại nói với lôi viêm, cậu dẫn người tới dịch xá đằng trước nghỉ chân đi, chờ ta trở lại. Sau khi dứt lời, hắn không hề giải thích gì nhiều hơn, quay đầu ngựa lại, kẹp chặt bụng ngựa rồi quát to một tiếng, còn bảo mã dưới người nhận được lệnh của chủ. Sau khi bị hạn chế tốc độ suốt nửa ngày, rốt cuộc bây giờ cũng có thể xài căng vó ngựa, theo sau một tiếng hí rền vang vui sướng, nó tung vó chạy như bay về trước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của lôi viêm và một nhóm tùy tùng, ngụy tiệu một người một ngựa, bóng lưng nhanh chóng biến mất trong hoàng hôn đỏ rực cuối chân đường xa xa. Lúc ngụy tiệu trở lại trước cửa thành đông quận trời đã tối mịt rồi, úy thành môn nghe tiếng gọi cửa to thì leo lên đầu thành, nương theo ánh đuốc mà nhìn xuống. Nhận ra người ngoài kia chính là ngụy thiệu mà mới ban sáng quận công còn tiễn ra ngoài thành, hắn giật mình không thôi, vội sai người mở cổng. ngụy thiệu đi qua cửa thành đang từ từ mở ra, dọc theo con phố không có một bóng người, dưới ánh trăng vằng vặc vội vã đi về hướng kiều gia. sau bữa cơm chiều, đinh phu nhân và đại kiều ôm lý nhi đến phòng tiểu kiều chơi. đinh phu nhân và xuân nương cùng nhau may vá, hai tỷ muội đại kiều tiểu kiều thì nói chuyện, vừa chơi với lý nhi và phi phi. trong phòng tiếng cười không ngơi nghỉ, giữa lúc đang vui vẻ hòa thuận. Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân rồn rập, một vú giả đẩy cửa ló đầu vào, phu nhân. Nữ quân, quân hầu trở lại. Mọi âm thanh trong phòng đều tĩnh lại, đinh phu nhân và đại kiều nghiêng đầu nhìn sang. Tiểu kiều cũng kinh ngạc ngước mắt lên. Cánh cửa vừa mở ra, ngụy thiệu liền xuất hiện. Đinh phu nhân mừng rỡ không thôi, vội vàng thả châm tuyến trong tay, đứng lên nghênh đón mau vào nào. Chắc quân hầu còn chưa dùng cơm nhỉ, ngài chờ một lát, bá mẫu đi chuẩn bị cho ngài. Vừa dứt lời, bà đã vội vội vàng vàng muốn ra ngoài dọn cơm. Ngụy Thiệu đi vào, gật đầu làm lễ với Đinh Phu Nhân và Đại Kiều, sau đó mỉm cười nói đa tạ bá mẫu. Con không đói bụng, con về vì có chuyện muốn nói với Man Man. Hắn nhìn sang Tiểu Kiều. Đinh Phu Nhân ngẩn ra, rồi gật đầu cười nói được, được, vậy các con cứ nói chuyện trước đi, bá mẫu không quấy giày nữa nhé. Nếu có việc cứ gọi to một tiếng đại kiều cũng ôm nhi tử theo xuân nương bận ôm phì phì đang phấn khích a a a sau khi được trông thấy phụ thân người trong phòng nhanh chóng tản ra ngoài chỉ còn lại ngụy thiệu và tiểu kiều đối mặt tim tiểu kiều lại càng đập nhanh hơn nàng từ từ đứng lên chàng nàng trần trừ một lúc vừa định hỏi hắn trở về vì muốn nói chuyện gì ngụy thiệu đã bước nhanh tới trước khi tới gần hắn giang hai tay ra ôm nàng vào lồng ngực man man trước kia ta đã làm nàng uất ức Ngụy Tiểu ôm lấy nàng thật chặt, thì thầm ở bên tai. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.